mọi người, em xin chào các chị nha. Xin chào tất cả các chị yêu luôn. 101 chị yêu đang xem livestream rồi. Chị nào mà mình đang có mặt trên live thì mình giúp em liền một comment dấu chấm nha cả nhà nha. Hôm nay thì em được 999 lời yêu cầu kêu em lên cái siêu phẩm Zoom cả nhà ơi. Mọi người biết không, cái Zoom này em mất biết bao nhiêu thời gian thì em mới về được không mấy chị? Hơn 2 tháng rồi á. Hơn 2 tháng rồi em mới lên được cho các chị em nhà mình một cái mẫu Zoom siêu phẩm luôn cả nhà ơi. Hello chị Ngọc Mai, chào chị Nguyễn Thư, chào chị Hạnh Bùi, xin chào chị Mê Linh, xin chào chị Trịnh Dương. Hello, xin chào mọi người, 300 hơn chị yêu đang xem live hôm nay đầu tuần thứ 2. Mà em like cái khung giờ này thì nhiều khi á, mọi người sẽ vẫn còn đang trong ca làm. Nhưng mà thôi em sẽ cố gắng để mà like cho các chị chút số bảo đơn. Trời ơi dễ thương quá. Hello chị Diệu Liên nha. Em chào chị Xuân Tóc Đỏ, chào chị Diệu Liên, xin chào chị Dương Hồng. Mấy chị thương em giúp em một lượt comment nha, một cái lượt chia sẻ và mình chấm bài, để chúng ta có thể ngày hôm nay bảo đơn giống như chị Diệu Liên nói được không mấy chị? Tại vì cái mẫu này mọi người ơi em rất là, phải nói là háo hức để chờ đợi mẫu này về luôn. Tại vì nó đẹp lắm, rất là đẹp. Em khẳng định cho các chị luôn, mẫu này ai đã có rồi thì các chị có thể comment lên trên live giùm em ha. Hôm nay là em sẽ lên một cái siêu phẩm, phải nói là 10 chị mặc là 10 chị thích cái mẫu này và chất liệu này luôn. Đây là một cái chất liệu không thể nào thiếu tại váy em y luôn ha. Rồi hello mọi người, xin chào các chị, chấm bài giùm em đi ạ. Chào chị yêu Thu Đông luôn. Thì em lên khung giờ này thì mấy chị biết rồi, thường thường em sẽ lên hàng hot ha. Đây là một cái mẫu em mới vừa cập nhật về, tại vì được rất là nhiều chị em nhà mình thích. Em nhớ đợt đầu là em like mẫu này là hết sạch bách luôn, em không có hàng để mà em về được nữa. Nhưng mà may mắn sao á mấy chị, hôm nay em về em cập nhật thêm cho mọi người, rất đẹp luôn, thì sự tin em đi. Bây giờ share livestream cho em đi mấy chị, share livestream để chuẩn bị vào chốt đơn ngay cái siêu phẩm này. Chào chị Tươi Lê, chào chị Hằng, chào chị Ngọc Liên, chào chị Trần Linh nha. Xin chào, cảm ơn chị Thu luôn. Mọi người ơi, em zoom lại cho các chị xem để mọi người biết cái chất này là chất gì được không ạ? Mọi người đoán thử giùm em cái chất này là chất gì được không các chị? Đây là một cái siêu phẩm em chắc chắn, nếu như chị nào ngày hôm nay mà mình mua luôn thì mình sẽ rất là cảm thấy vui khi mà nhận được cái siêu phẩm này. Tại vì em sẽ cho mọi người kiểm tra hàng, từng cái đường ly, từng cái đường nét, và nó là nó sắc nét như Sony luôn mấy chị. Và thậm chí nó đẹp hơn gấp mấy lần trên livestream này ngày hôm nay. Tại vì khi mà mình nhìn ở ngoài á, mắt mình sẽ nhìn phải nói là chuẩn từng chi tiết của nó luôn. Mình thấy từng gam màu, từng cái họa tiết và từng cái vân nó thể hiện ra rất là rõ nét và sắc sảo luôn. Nên là khi mấy chị nhận cái mẫu này là các chị sẽ rất là thích, em chắc chắn luôn. Tại vì ngày hôm nay em thấy mẫu này về em rất là mừng mấy chị. Em cũng không ngờ là hôm nay cái siêu phẩm này nó lại về luôn. Rồi bây giờ comment liền giùm em chữ Zoom Hot đi mấy chị. Đây là Zoom Hot nha mọi người ha. Hôm nay em sẽ lên Zoom cho cả nhà mình. 346 chị rồi. Nhưng mà số lượng hôm nay cập nhật cho các chị có tí xíu thì siêu thôi, không có nhiều đâu ạ. Đang có đầy đủ 5 size cho mọi người. Bây giờ comment chữ Zoom Hot ha. Em nhận đúng 30 chị đầu tiên miễn ship. 30 chị đầu tiên miễn ship và giảm giá trên livestream cho mọi người luôn ha. Nên là bây giờ comment cho em chữ Zoom Hot liền để chúng ta chuẩn bị vào săn cái siêu phẩm này. Mẫu này em xin thông báo là em bán đúng trong một cái livestream này thôi, không có trong livestream thứ hai. Và em không có về được nữa nha mọi người ha. Đẹp không mấy chị? Đó, nhá nhá hàng xương xương cho mọi người biết nha. Cái mẫu này là một trong những cái mẫu mà phải nói là đẳng cấp của váy em y luôn. Mình không kiếm được ở đâu đâu ạ. Đây là một mẫu có 102. Từ chất liệu, từ họa tiết hoa văn, độc quyền. Được không ạ? Đây, dòng này là dòng vải lụa vân pháp, là mặt ngoài nó sẽ có vân và mặt trong sẽ có vân gam màu vàng đồng. Rất là đẹp và rất là tây. Rồi được chưa mọi người ơi? Comment giùm em chữ Zoom Hot nha. Comment giùm em chữ Zoom Hot để chuẩn bị vào đề bài luôn nè mấy chị. Ôi ôi sang không mọi người ơi? Sang không ạ? Đẹp không? Các chị comment lên giùm em với nha. Đó, đẹp không mấy chị? Phích dáng cho mình đúng kiểu hình chữ S luôn mấy chị ơi. Quá đẹp. Mẫu này hôm nay ai mua mẫu này là phải nói là tranh thủ giùm em mới có được hàng. Để chiều nay em có hàng em sẵn ship luôn nha. Em mới vừa cập nhật, mới vừa về tức thì 30 cái là em lên em like liền cho các chị, chứ không có để lâu được. Tại vì để lâu á, nhiều chị em nhà mình đợi chờ á, lúc nào em cũng like đồng cho các chị, nên nhiều chị hỏi em ơi sao lâu quá em không thấy em lên Zoom, lâu quá không thấy em lên Zoom lụa vân gì hết. Nên là ngày hôm nay thấy mẫu này về các em phải tức tốc lên like liền cho các chị. Nhưng mà đúng 30 chị thôi, 30 chị đầu tiên đặt hàng mẫu này em sẵn ship luôn, chiều nay free ship cho các chị đi đơn sớm luôn. Từ 40 cho tới khoảng 12 cân là mình sẽ có đơn ha. Em cập nhật trước cho các chị em nhà mình cái mã để chị nào mà chốt trước có hàng luôn. Được không ạ? Chốt trước và có hàng luôn nha mọi người ơi. Nên là bây giờ tranh thủ đặt hàng sớm giùm em. Cú pháp cho mẫu đầm mẫu Zoom này là 6 năm.
49 gạch ngang số điện thoại giùm em. Nhưng mà buổi chiều nay thì em sẽ ưu tiên cho chị nào có lượt chia sẻ và có đầy đủ comment là 6549 gạch ngang số điện thoại, mình lên đơn đầu tiên để mình được free ship, tiền ship để em đi lo, được không ạ? 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh. Trời, cái dân mặn vậy nó đáng đồng tiền bát gạo mấy chị, nó mát cực kỳ là mát luôn. Dòng lụa Vân Pháp là không thể nào thiếu trong tủ váy của mình nha các chị, nhất là fan cứng của váy Emmy. Mình nhắc tới váy Emmy thì không thể nào thiếu được cái đặc sản là lụa Vân Pháp. Đây là một trong những dòng best seller của nhà em. Nó là đứng top 2 là không ai dám mạnh miệng nói là đứng top 1 luôn. Được không ạ? À? Bây giờ dòng lụa Vân Pháp như thế này nè. Đồng thôi á là người ta cũng đã dao động là 800-900 ngàn trở lên. Còn dùm là một kỹ thuật may rất là khó luôn, rất là cầu kỳ và tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà đối với em bán giá yêu thương thật sự cho các chị, bán giá rất mềm. Và hứa hẹn là không có một ai bán mức giá này thứ hai như em yêu thương. Không có một đơn vị nào tài trợ cho các chị mức giá này luôn. Được mà, nên là hôm nay tranh thủ nha. Ngoài ra hôm nay miễn phí ship nè, còn được giảm giá nữa. Chị nào VIP chiết khấu thêm vô cho em luôn. Số không mấy chị ơi, 6549 gạch ngang số điện thoại. Cái cơ hội này em nhận đúng 30 chị đầu tiên thôi, cho em không có đứng lâu được nha mọi người ơi. Cái này là số lượng siêu giới hạn. Mọi người muốn em giảm giá luôn mẫu này không? Muốn em giảm thì bây giờ lên đơn cho em đi ạ. Để em coi cái số lượng cái đơn này nó có ổn hay không, để em giảm giá nhiều hay ít cho mọi người. Được không các chị? Bây giờ comment cho em nha, 6549 gạch ngang số điện thoại. Cái mẫu dung này hơn 2 tháng rồi mấy chị, em mới về được vải. Cái mẫu này thật sự là may đã có bản vẽ rồi, gì thiết kế đã may một lần rồi thì mình lên nó cũng khá là nhanh. Nhưng mà ở đây nhiệt một cái mấy chị là vải nó không có, vải nó rất hiếm nha mấy chị. Và em về được cái họa tiết hoa văn này như thế này mọi người, em rất là mừng luôn thật sự. Tại vì đã có nhiều chị mua cái dòng này rồi, em chắc chắn luôn. Một lần mấy chị mặc dùm của váy em là lần 2, lần 3 mặc hoài mà không chán luôn. Tại vì dùm á là một cái thiết kế may rất khó, cần đòi hỏi cái kỹ thuật cao, làm nó lâu hơn nữa và cần cái sự tỉ mỉ, bởi vì hàng thiết kế thì phải làm cái gì cho nó chất lượng nhất em mới bán. Cái mẫu này là từ 40 cho tới 72 cân là mình đang có size đầy đủ ha mấy chị ha. 6549 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em để mình được có đơn. Rồi chị nào ngày hôm nay khách thường á thì em sẽ trợ giá cho mẫu này nha các chị. Mẫu này giá gốc nè là 580.000 đồng. Thật sự mấy chị thấy nó rất là rẻ. Cái mức giá 580 là em bán mấy năm qua em cũng không tăng 1.000 nào luôn. Mà ngày hôm nay em còn trợ giá thêm cho các chị, giảm cho các chị 70.000 đối với khách thường. Đó là mình mua cái mẫu này chỉ có 501 thôi. Và ngoài ra em sẵn ship cho tất cả các chị khách thường luôn. Còn ngoài ra chị nào là khách VIP nhà em, VIP mua một sản phẩm giảm tới 100.000 luôn. Được không ạ? À? Giảm tới 100.000 luôn nha mấy chị. Là mẫu này mấy chị mua chỉ có 480.000 đồng. Và ngoài ra các chị sẽ được miễn phí luôn cái tiền giao hàng. Và thêm một cái nữa, chị nào là khách VIP bạc mình sẽ được giảm thêm 5%. Vàng sẽ được giảm 7% và kim cương giảm tới 12%. Được không ạ? À? Rồi bây giờ chốt đơn cho mọi người ơi. Ai lên đơn mẫu này đầu tiên em sẵn ship, chiều nay em đi đơn sớm nha. Đúng 4 giờ rưỡi là em ngưng cái mẫu này lại, không chốt thêm nữa. Tại vì mẫu này nhận đúng 30 chiếc thôi. Chị nào đặt sớm, có hàng sớm, đặt chậm em không còn hàng nữa nha. Mẫu này là em không có dám hứa là em về thêm nữa. Em không có hứa nha mấy chị. Tại vì cái màu này mấy chị em rất kiếm rất là khó, chứ không phải là lúc nào em cũng có sẵn. Em ra ngoài thị trường của mình em đang lấy cái vải này về em bán cho các chị liền, không có đâu mấy chị. Tất cả các dòng sản phẩm của váy em hơn 90% đều là chất vải nhập, chất vải nhập hết nha mọi người ha. Không có hàng trên thị trường đâu và không có bị đụng hàng. Và giá cả thì em bán lúc nào cũng êm hơn người ta rất là nhiều. Được không ạ? À? 6549 gạch ngang số điện thoại giùm em. Đây là dung chính tức nha các chị ơi. Dung chính tức thì thường gọi là dòng 90 xăng á. Có cái chiều dài là 90 xăng nên chị nào cao trên 1m4, 1m5 và thậm chí hơn 1m6 như em đi là mặc rất ok luôn ha mấy chị, rất là đẹp. Cái dòng vải này là một trong những cái chất liệu rất mát và phải nói là rất có giá trị trên thị trường hiện nay, và đặc biệt là nó thuộc vào top dòng vải hiếm nữa mấy chị, nên là em rất là khó về. Nên là chị nào ngày hôm nay xem được cái livestream này cứ việc đặt cho em đi ạ. Em bán giá cho mọi người yên tâm, mức giá này chỉ có một mình trong cái livestream này có, không có một livestream thứ hai, chưa hỏng like, tối cũng không like mẫu này. Em lựa đúng giờ chiều như thế này thôi các chị ơi. Nên là chị nào xem được cái livestream này chốt đơn sớm giùm em ha. Mấy chị thấy em đi không ạ? Nó rất là thoải mái. Nói chung là cái vải này á, khi mà mình mặc lên nó sẽ tạo được đúng cái đường cong hình chữ S trên cơ thể của mình, rất là đẹp. Mẫu này mặc không hở nha mấy chị, và tay chân mình hoạt động rất
là dễ chịu và vô cùng thoải mái. Nghe em chốt mẫu này nó thật sự rất đẹp mấy chị. Phải nói là mình phải đợi ra hơn 2 tháng em mới về được mẫu này. Đây là siêu phẩm cực hot của váy Emmy. Lụa vân mà em lên bằng cái dáng dung như thế này là phải nói là các chị biết là làm rất là cực. Thợ bên em làm cái mẫu này rất cực luôn mấy chị. Nhưng mà tạo hình form dáng đẹp như thế này thì nó đáng đồng tiền. Em bán giá cho các chị yêu nhà mình giá rất yêu thương luôn. Bây giờ đố mọi người cầm 500 mấy mà mua được dòng lụa vân mà dòng dung nữa thì cực kỳ là khó, và đặc biệt kiếm tới 5 size là size 2XL, đúng không? 72 cân luôn mấy chị. Thường thường ở ngoài thị trường người ta chỉ bán cho mọi người là eo tới 80 và nặng cỡ 60 cân, còn em tới 72 cân và nặng và vòng eo tới 90 cm. Là các chị biết là em đầu tư theo cái dòng sản phẩm của em rất là nhiều. Em cho mọi người zoom cận cảnh xem nha. Lên rất trắng da. Đây là một cái gam màu kem có lai lai, một gam màu vàng đồng thì nhìn nó rất là luxury luôn mấy chị, rất là sang. Cái vùng cổ này mọi người nhìn giùm em, tay chân em hoạt động rất là thoải mái luôn ha, không có bị hở ngực gì hết. Và mẫu này đặc biệt mặc lên không bao giờ bị default. Các chị thấy cái đường cong như chỗ phần lên hay không, rất đẹp mấy chị ơi. 6549 lên đơn giùm em liền nha mọi người nha. Đặt hàng sớm để chiều nay em đi đơn luôn, em miễn phí ship cho cả nhà mình luôn. Mình có thể là phối cho em một cái chiếc lót nè với kèm một cái chiếc mắt kính luôn, để mình có thể đi ăn tiệc hoặc là đi dạo phố với bạn bè của mình đều rất là hợp nha mấy chị. Cái gam màu này lên mọi người tin em đi, nó trắng da kinh khủng lắm luôn. Thật sự đây là một cái gam màu mà giúp cho mọi người cảm giác là tôn da tôn dáng lên rất là nhiều nè. Đó, vùng tay và vùng cổ mấy chị không, không hở nha mấy chị ơi, không hở giùm em. Vẫn thấy được cái xung quanh xanh, vẫn khoe được sợi dây chuyền nè. Cái dáng cổ mình nó sẽ cao hơn, thanh thoát hơn rất là nhiều. Đó, và cái eo em làm eo trên nữa, trời ơi, đẳng cấp luôn mấy chị ơi, đỉnh của chóp là nằm ở đây. Được và lên đơn liền cho em mọi người ơi. Hôm nay mấy chị mua với mức giá rẻ nhất luôn, rẻ hơn cái chữ rẻ. Em nói thật là bây giờ mấy chị ơi, mình mua hàng livestream mà mình được vừa giảm giá vừa được free ship như này là mình quá lời. Mình quá lời mấy chị. Bây giờ cái gì nó cũng tăng, xăng tăng, cái gì nó cũng tăng hết trơn. Mà tiền ship mà 40 ngàn em cũng hỗ trợ luôn. 40 ngàn tiền ship là ok, cao quá nha mấy chị, cao chứ không hề rẻ đâu á. Thật sự tại vì em sử dụng cho các chị một cái dịch vụ giao hàng khá là nhanh. Tại vì mua hàng thì đặt theo tâm lý ai cũng muốn mua hàng có hàng nhanh đâu, ai muốn mà mình đặt đồ mà nó chậm nó lâu quá đâu, đúng không mấy chị? Nên là em cũng phải chấp nhận cái tiền ship đó, hỗ trợ cho các chị. Thường thường người ta bây giờ hỗ trợ cỡ 7 ngàn, 10 ngàn thôi. Còn em mấy chị 40 ngàn tiền ship, 20 ngàn khi mà mình ở Sài Gòn. Và ngoài ra mẫu này khách thường giảm tới 70 ngàn. Chứ thường thường hàng mà thiết kế mấy chị ít khi nào họ giảm lắm thật sự. Và những mẫu tâm đắc là không bao giờ mà lên cái kệ sale hết trơn đó mấy chị. Còn cái này em sẽ trợ giá, tại vì cái mẫu này em like có đúng 30 cái. Mẫu này là được nhiều fan hâm mộ yêu cầu nhất. Em có rất là nhiều lời yêu cầu khi mà em ơi em có lên mẫu 6549 thì chị đợi hoài chúng thấy. Em nói thiệt luôn mấy chị, em không phải em không muốn bán mà tại em không có hàng luôn mấy chị ơi. Em không có còn vải luôn, nói chung là vải gì em có thể về nha. Quanh tờ gần quanh hàng em có thể về. Quanh Hà Nội, quanh đi nổi, em like thường xuyên mấy chị biết mà đúng không? Nhưng mà những cái dòng này nó khó, cực kỳ khó giảm mai. Lụa vân thì bây giờ nó cũng đỡ rồi, nhưng mà với cái họa tiết này là mấy chị em phải đặt riêng. Em phải đặt riêng em mới có nha, nên là mấy chị cứ nghe em đặt hàng trước kìa. Em cho mọi người kiểm tra hàng đầy đủ trước khi thanh toán luôn nha. Rất đẹp mấy chị ơi. 6549 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em nè. Mấy này em, trời ơi mấy chị ơi, em like em không có thấy được một cái comment nào luôn á mấy chị. Em chỉ coi được đúng cái lượt view và nhìn cái lượt comment tổng thôi. Em chỉ nhìn được đúng cái lượt comment tổng, chứ trên cái live stream này không hề thấy một cái chữ nào luôn á mấy chị. Máy chủ của em cũng vậy nữa mọi người. Nên là mấy chị em nhà mình tương tác ha, mình cứ để lại cho em cái lượt comment. Tại vì em biết là trong cái live stream vui rất là nhiều chị hỏi em ơi mã này mã mấy, em ơi mẫu này giá bao nhiêu, em ơi mẫu này được chiết khấu hay là ở bao nhiêu cân là mặc vừa, chị nặng như đây, chị cao như đây, chị mặc size gì, thì rất là nhiều chị hỏi. Nhưng mà chị, các chị cứ nghe giùm em ha, mã sản phẩm này là 6549. Đây là một mẫu zoom hot, em phải gọi nó là một mẫu zoom rất là hot luôn mấy chị. Tại vì phải nói là cái mẫu này em khi mà em về mấy chị em cũng đợi chờ rất là nhiều để mà like, nhưng mà đợi hoài không thấy thì hôm nay ngày này cũng đến mấy chị. Hơn 2 tháng trời em mới có được cái siêu phẩm này về, tại vì em đợi vải này quá lâu. Đợi vải rất lâu mấy chị, lâu kinh khủng luôn, thật sự luôn. Chứ may nó không lâu, chứ đợi vải về nó không có hàng, mình cũng không biết bao giờ nó có hết trơn á mọi người. Đó, đây là ngày hôm nay về thì mấy chị tranh thủ chốt ha. 6549 gạch ngang số điện thoại. Em chỉ chừa cái số lượng trên live thôi là 30 chiếc. Em đang có đủ năm size cho mọi người, size S, size M, size L, 1X và 2XL. 40 cho tới 72 cân, eo tới 90. Dòng này có độ co giãn nhẹ, ok không mọi người? Có độ co giãn nhẹ và không có lớp lót. Tại vì sao không có lớp lót mấy chị? Tại vì cái vải này nó không có mỏng,
như là voi thàng hoặc là voi tơ gân hoặc là tầm ý, nó không có mỏng, nó không có trong như cái kiểu đó. Em zoom cho mọi người xem có ai like mà zoom sát mí như thế này như em không mấy chị, chất lượng cực kỳ luôn á. Đây và mấy chị thấy không, ở mặt ngoài nó sẽ có vân, nên là nó để nó làm cho cái họa tiết hoa văn của mình nó trở nên sắc nét hơn, nét nào nó lên nó rõ mồn một luôn á mấy chị. Mình nhìn thấy từng cái đường kẻ, từng cái hoa nè, nó rất là đẹp. Và đây là một trong những cái gam màu và những cái họa tiết độc quyền và có 102. Em cũng chưa thấy một, em cũng chưa thấy cái họa tiết này trên bất kỳ một cái em đầm nào hết trơn mấy chị. Và lụa vân luôn luôn sẽ có vân bên ngoài như thế này, vân mặt trong và vân mặt ngoài. Và cái da của mình sẽ tiếp xúc với cái vân mặt trong, nó rất mềm, nó rất mát luôn các chị. Mẫu này mua về nha, kiểm tra hàng cho em, kiểm tra coi nó có vân như thế này như em nói không. Và bên trong này vân nó sẽ óng ánh hơn, ánh sáng mặt trời hay ánh sáng tự nhiên chiếu vào cái đầm này, nó có cái độ óng ánh rất là đẹp chứ không phải độ bóng, độ óng ánh của những cái đường vân. Và mình sẽ thấy được những cái họa tiết hoa văn này nhìn nó rất là lạ mắt, nó lạ mắt cực kỳ luôn mấy chị. Đây là họa tiết hoa văn phối màu, không phải hoa, không phải lá, nói chung là rất là nhiều họa tiết kết hợp lại để tạo hình ra cái em dung như thế này mấy chị. Đây thiết kế từ vùng eo cho tới phần tay này, mấy chị thấy sang không? Che gọn bưng cái bắp tay luôn. Đa số phụ nữ của mình có tuổi rồi, mấy chị sẽ bị bắp tay, mấy chị sẽ bị eo, bụng và phần hông, đúng không? Và đặc biệt phần đùi nữa mấy chị, là vì người mình lớn tuổi, mình cảm giác mình không ăn gì nó cũng mập hết trơn, đúng không mấy chị? Thì đây em sẽ làm cho mọi người, đây là một cái giải pháp tuyệt vời trong cái việc giảm béo cho mọi người. Che được phần bắp tay, em làm cho các chị cái hướng giãn tay tròn như này nhưng mà vẫn cử động thoải mái nha. Cái chị không làm dán tay tròn nhưng mà không bị cứng ngay chỗ phần này nè, cứng như thế này rất khó chạy xe, đúng không? Ăn uống hay gì mình gấp nó cũng khó chịu, nó bị đơ như thế này đó. Hoặc là mình vén tóc mình làm cái gì đó nó cũng dễ chịu nha mấy chị, không cứng từ trước ra tới phía sau. Ở phía sau làm dây khóa kéo cho mọi người nè. Mẫu này cái phần đấy nha mấy chị, em làm còn hơn 40 cm luôn, hơn 40 cm luôn. Đây chỉ là size S thôi, thì size càng lớn thì cái số đo nó sẽ càng to hơn, nhưng mà vẫn đảm bảo cho cái việc phích dáng cho các chị, che khuyết điểm, làm gọn dáng cho mọi người, tạo hình đường cong trên cơ thể các chị thấy không? Khi mặc lên nó tạo cái đường cong ngay chỗ phần lưng này, không có bị đề phồng ngay chỗ phần hông và phần bụng gì hết nha mọi người nha. Nên là bây giờ tranh thủ đặt hàng sớm giùm em 6549 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em nha mấy chị. Em chỉ nhận cái mẫu này trên like thôi, sau like kêu em chốt không chốt được nha mọi người. Cái mẫu này ai mà kêu em ơi sau trên like chị thấy em giảm 70.000, giảm 100.000, dạ chị ở trên like thì lúc nào em cũng hỗ trợ, tại vì em còn hàng, em không có chắc ở sau live chị mua chị sẽ được giảm nha, tại vì lúc đó em không biết còn hàng hay là không. Còn trên live stream chắc chắn là mình sẽ được, nhưng mà mình phải nhanh chóng với chị. Em có 30 chiếc sẵn ship thôi, hàng hơn nữa thì em không có. Em đúng có 30 chiếc sẵn ship tại nay đây thôi mọi người ơi. Mấy chị chốt vào xong chiều em gọi điện thoại luôn ngay bây giờ. Khi mà mấy chị đặt 6549 đã nghe số thoại, các bạn sẽ gọi điện thoại tư vấn size và chốt ngay từ thời khắc bây giờ khi các chị nổ đơn, để mà mình giữ đơn, mình giữ size số của mình. Tại vì 30 chiếc em like rất nhanh luôn mấy chị. Nếu mà em để món này là buổi trưa và buổi tối mấy chị săn không lại đâu, em nói thật luôn, mấy chị săn không bao giờ lại những lão làng nhà em. Nên là bây giờ mọi người tranh thủ comment nha, 6549 đặt ngang số thoại. 244 chị yêu đang xem live stream rồi, có chị nào mới vừa vào live stream không, comment cho em liền một cái dấu chấm nha. Số lượng em vơi khá nhiều rồi đó mọi người, em không có thấy được comment nhưng mà em thấy được số lượng ở đây. Chị nào mà chốt đơn thì comment sớm giùm em 6549 gạch ngang số điện thoại ha. Cái dung này là phù hợp nhất với dáng người phụ nữ châu Á của mình, tại vì phụ nữ châu Á của mình là dáng người tầm trung, mình không có quá cao, đúng không mấy chị ha? Mình vừa vừa thôi, là cỡ trên dưới 1m6, trên dưới 1m56 rồi đó. Đó thì lên cho em cái form này, em làm thiết kế mẫu này lên dáng vóc mình cao hẳn hơn rất là nhiều. Giống như em đang cao 1m63, em nặng 49 cân, cái thiết kế mẫu này mấy chị thấy không, mặc là trên cái đầu gối, trên cái mắt cá của em là nó vừa phải mấy chị, thuộc cái dáng dung chính tấc đó mọi người. Giống như những cái quần tây cũng vậy, mấy chị nên lựa cho em những cái dáng mà chính tấc như này nó dễ mặc. Còn nếu như mà nó dài qua luôn cái mắt cá của mình thì thật sự những chị nào mà dáng phải cao trên 1m6 hoặc là chịu khó mang một đôi giày cao gót như thế này, như thế này là mấy chị ha, chịu khó một tí xíu thì lên nó sẽ đẹp hơn. Chứ mình mặc như thế này nó vừa thoải mái, nó vừa êm ái nữa. Mình có thể mặc ở nhà, mình đón tiếp khách cũng được, đúng không mấy chị? Mình đi làm, mình đi cà phê, mình đi đâu mình mặc nó cũng hợp hết trơn á mấy chị. 6549 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em ha. 580 miễn ship mấy chị. Mà đâu phải ai cũng mua giá này đâu, ai cũng mua giá rẻ bèo cho mọi người. Trời ơi, khách VIP nhà em mấy chị giảm tới 100.000, mua 480. Còn khách thường mua mẫu này giảm 70, đúng không mấy chị ha, miễn phí ship hết trơn luôn. Khách thường nhà em mua, các chị mua mẫu này có 501 chứ nhiêu, 501 giá nó rẻ, trời ơi nó
còn rẻ hơn cái đồng quanh hàng nữa. Mấy chị nghe em chốt cái mẫu này đi, không có thừa đâu thiệt, chứ em không có về nữa đâu mọi người ơi. 6549 giùm em ha, gạch ngang số thoại kế bên nha mấy chị, để mình được có đơn hàng nha mọi người. Cái vải mấy chị thấy không, mình mặc lên nè, nó vải nó có cái độ rũ, nó có cái độ bay á mấy chị, nên là nó rất là mát, nó tiếp xúc với cái làn da của mình nó vô cùng mịn và vô cùng là trơn luôn. Mấy chị biết em làm ra cái dung này mà bằng cái chất này thì nó khó hơn nhiều so với những cái ông mà cô tông lạnh phối vân tơ gân hoặc là vân hàng, nó sẽ khó hơn rất nhiều đúng không mấy chị, tại vì cái dòng này ống mềm hơn, ống rũ hơn, nên là họ thể sẽ từ may ok hơn với những cái dòng mà đầm xòe rồi này kia. Còn dung là cả một vấn đề, cả một quá trình luôn mấy chị. 6549 lên đơn giùm em ha, em nên chuẩn bị sắp hết hàng, chuẩn bị sắp hết hàng với chị, tại vì cái mẫu này em có 30 cái, em nhắc lại em chỉ có đúng 30 cái và bây giờ em đã vơi đi rồi các chị ơi. Em còn cho cả nhà mình là đúng 20 chiếc cuối cùng. 20 chiếc cuối cùng mẫu này em sẵn ship và miễn phí tiền ship về tận nhà. Tiền ship ở Sài Gòn sẽ là 20.000, tiền ship ở tỉnh sẽ là 40, em sẽ hỗ trợ cho các chị luôn. Nhưng mà mình đặt hàng sớm nha, chứ thôi chị thứ 31 là em không có hỗ trợ được nữa. Và mình mua một sản phẩm cũng giảm 70.000 cho khách thường. Và tất cả mọi người đều được free ship hết nha. Và chị nào là VIP nhà em thì mình sẽ được giảm 100.000 cho một sản phẩm như thế này. Là 580, mấy chị giảm 100.000 còn có 480 thôi. Em miễn phí ship cho chị VIP luôn. Và VIP được cái bạc giảm thêm 5% và 7% kim cương giảm thêm 12%. Nói chung là VIP lúc nào cũng sướng hơn rất là nhiều. Nên là chị nào đang là khách thường như thế này, mình mua một sản phẩm giống như mua một cái dung này thôi đúng không? Em tích lũy điểm cho các chị luôn, để lần sau các chị được thăng hạng trở thành khách VIP. Em rất muốn mọi người trở thành khách VIP nhà em để mà em có thể trợ giá nó tốt hơn cho các chị. Giống như ngày hôm nay em đi được VIP được lời hơn nè, giảm 100.000 cho một sản phẩm và chiết khấu thêm, miễn phí ship luôn, lúc nào cũng mời. Và đơn của mình sẽ có cái tỷ lệ đơn thành công của mình sẽ nhiều hơn nữa. Nên là bây giờ các chị tranh thủ chốt đơn càng sớm và mình mua đạt cái chỉ tiêu để mình trở thành khách VIP ha. Rồi các chị ơi, bây giờ em nhận đúng 20 chiếc cuối cùng. Chị nào mới vừa vào live không chấm bài giùm em nha. Em nhận đúng 20 chiếc cuối cùng cho cả nhà mình luôn. Chị nào mới vừa vào live mình chấm bài luôn giùm em nha các chị ơi. Rồi chị nào mà nãy giờ chưa xong được mẫu dung này không ạ, comment cho em nha. Đang em cho mọi người xem cận cảnh luôn cái chất này. Đó mọi người thấy em may không có bị phô. Mấy chị thấy em mặc lên lúc nào cũng có đường cong rất là đẹp luôn á mấy chị. Nên cái hông cho mình này, hông mà chị nào mà có cái hông mặc lên mẫu này rất đẹp. Ai mà có cái hông mặc lên mẫu này em nói thiệt là xuất sắc luôn. Bên trong cái tay em vẫn làm giáp tay sắt nách cho mấy chị rất thoải mái. Nhưng mà che nó không có quá dài, nó cũng không có quá ngắn ha. Bây giờ em ngân nhận đúng cho cả nhà mình là 20 chiếc cuối cùng. 20 chiếc mấy chị chốt ngay bây giờ đi, em sẽ free ship về tận nhà cho các chị và đang có hàng sẵn ship luôn. Cổ mấy chị nè, mọi người thấy không, không có bị hở nha, không có bị hở và cái dáng cổ của mình nó rất là thanh, nên là lên cái dáng người mình nó sẽ cao hơn. Bởi vì nếu như em làm cái cổ mà nó bí quá là nó cao như thế này thì mấy chị sẽ thấy cái dáng mà nó cảm giác là bị bí liền và người mình nó sẽ bị lùn lùn đi đúng không mấy chị. Còn em làm cái cổ này em vẫn giữ cái độ thoáng, nhưng mà mấy chị nhìn nha, không hở luôn. Em bao cho mọi người mẫu này không hở, kể cả ngực cái chị to hay nhỏ luôn ha. Mấy chị nhìn giùm em, không có hở. Và cái mẫu này cái chất của nó rất là mềm, mấy chị bò cho em. Cái chị mua cái chị bò ngay tại chỗ cho em, nó cũng không nhăn nữa. Mẫu này bao cho mọi người không nhăn, tại vì sao mấy chị? Bởi vì trên bề mặt vải của nó sẽ có những cái đường vân như thế này nè. Lúc nào nó cũng giữ cho cái dung của mình lúc nào cũng thẳng thớm. Không phải lúc nào mình cũng nhăn, mình đi đâu mình cũng phải ủi đồ đúng không mấy chị, rất tốn thời gian nữa, còn lâu nữa. Còn những cái kiểu này giặt nó cũng nhanh nè mấy chị đúng không. Và mình sử dụng cái em dung này sử dụng rất là lâu, mình sử dụng còn 4-5 năm trời trở lên luôn mấy chị. Và những cái mẫu dung này mặc đi đâu nó cũng hợp. Đây mấy chị, mình phối đi cà phê đi chơi hàng ngày, đây phối cho em chiếc túi da màu trắng như thế này đúng không mấy chị. Hoặc là mình mặc đi ăn tiệc, bây giờ đi ăn tiệc mà mua một cái đầm hoa hay là một cái trang phục mà cỡ 500 mấy mà hàng thiết kế thì nó quá ư là rẻ. Đặc biệt là size tới 2XL. Em đã nói rồi mấy chị, hàng thiết kế người ta chỉ may 3 size thôi. May size lớn nó rất khó và tốn nhiều nguyên liệu nữa. Nguyên liệu đắt chứ không có rẻ, em nói thật. Những cái nguyên liệu này em nhập về rất là đắt và nó rất là lâu. Đó, em về hơn mẫu này là cũng hơn 2 tháng mấy chị, đợi vải thôi á. Đợi vải thôi á mọi người, quá lâu luôn đúng không mấy chị. Đây, mình xách cho em một chiếc quất như thế này để mình đi ăn tiền nè. Mình đứng nghiêng, mình bỏ tay vào túi, đang như thế này, để mình tạo dáng thì cái chân mình nó sẽ dài hơn. Hoặc cái chị đứng như thế này mấy chị cũng rất là đẹp được không ạ. Che cho mọi người khuyết điểm từ trên xuống dưới luôn, từ A tới Z luôn nha mấy chị. Mặc lên rất là thoải mái và dễ chịu. Và
Và đặc biệt khi mà chị ngồi mà chị đi đứng không có bị cứng cái phần đáy. Tại vì cái đáy quần em làm thông thoáng thoải mái, nó cũng không có bị quá là thòng, hoặc là nó cũng không có bị quá là giật lên. Nó vừa phải cho các chị em nhà mình di chuyển đi đứng hoặc là nằm ngồi. Ê, rất là dễ chịu ha. 6549 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em để mình được có đơn hàng nha mấy chị. Cái màu này em thấy ưng quá rồi mấy chị ơi. Cái mẫu này rất là đẹp ha. Nhìn cái màu em nhìn thấy là mê liền luôn á mấy chị. Và cái đường eo em làm cho các chị là một cái chất cô tông lạnh rất là mềm. Eo em làm tầm độ cỡ 2-3 phân thôi, để mà làm cái đường chiếc eo cho các chị, thay vì em sử dụng cho mọi người cái vải chính để làm chiếc eo luôn. Em làm cho các chị bằng cái chất như thế này thì nó phân biệt giữa cái phần ngực và phần hông của mình nó đẹp hơn, và nó chia tỷ lệ của mình cho nó đều hơn và nó sang trọng hơn. Tại vì dân mấy chị để ý không, những cái celeb nước ngoài này hoặc là trong những bộ phim Thái Lan thì mấy chị sẽ thấy rồi, họ rất là chuộng những cái kiểu dân. Tại vì dân khi mấy chị mặc lên á, nó rất là phong cách, nó rất là thanh lịch và nó tạo cho mình cái sự sang trọng nữa, và đặc biệt dáng người mình nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó, và nó tiện lợi nó ha mấy chị ha, mặc rất nhanh chóng đơn giản. Và với cái dòng vải này không cần ủi luôn thì còn nhanh hơn nữa, phối đi đâu cũng hợp, đẹp, đi ăn tiệc, đi ăn sinh nhật cũng được luôn ha mọi người ha. Và ngoài ra mấy chị có thể là phối cho em chiếc túi găng màu đen để mình có thể là đi làm hàng ngày nè, đó, đi ăn uống, gặp đối tác bạn bè, ký kết hợp đồng, đi cà phê nhẹ nhàng, dạo phố, đưa đón con mình đi học, hoặc thậm chí mặc ở nhà cũng được nữa mấy chị. Đây em này sẽ có hai túi hai bên ha, mẫu này mấy chị chụp phần thân trên thôi nó cũng thấy đẹp nữa đúng không mấy chị. Này rất là sang luôn mọi người ơi, tranh thủ lên đơn sớm nha. Mẫu này đẹp đó mọi người, nên nghe em chốt nha. 580 giá là không bán. Giá đó là giá gốc sau livestream. Còn cái giá này mấy chị 580, hôm nay chị nào khách thường sẽ giảm 70.000. Là mua có 501 à, miễn phí ship. Còn chị nào khách VIP sẽ được giảm 100.000 cho một sản phẩm. Được không ạ? Và ngoài ra chiếc khấu thêm bạc giảm 5%, vàng giảm 7% và kim cương giảm tới 12% miễn phí ship nha mấy chị trong cái livestream này thôi. Em luôn chuẩn bị sắp hết hàng rồi ạ. Chị nào chưa chốt mẫu này không đặt hàng sớm cho em nha. Đó mấy chị thấy không, gương mặt mình nó lên nó sẽ sang hơn. Đó cái cổ của mình lên là nó thanh lịch, cái dáng tay nhìn quá đẹp luôn, đứng nghiêng như thế này. Mấy chị thấy cái hông và cái hõm lưng của mình nó đứng tạo hình cái chữ S luôn ở phía sau lưng của mấy chị ơi, đẹp quá trời. Chị nào chưa chốt thì tranh thủ comment liền giùm em ha. 6649 gạch ngang 6549 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em. 6549 gạch ngang số điện thoại. Cái mẫu này em đợi hơn 2 tháng rồi em mới về với chị. Em đợi hơn 2 tháng rồi chứ không phải hàng có sẵn. Hàng có sẵn là em lôi lên em bán liền cho mấy chị, khỏi để chờ đợi đúng không? Đợi thời mất thời gian mà nó lâu mà mình cũng nôn nao nữa mấy chị ơi. Rồi bây giờ em nhận cho các chị em nhà mình là mỗi size một chiếc cuối cùng nữa hết hàng. Em nhận cho cả nhà mình là mỗi size còn một chiếc cuối cùng nữa là em Ngân chuẩn bị sắp hết hàng và chuẩn bị qua mẫu luôn ha. 6549 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em nha các chị ơi. Ở bên trong vẫn làm là tay sắt nách như bình thường. Cái eo này mấy chị, em làm cái viền eo gam màu đen, và cái viền của cái phần tay cũng làm gam màu đen để cho nó tiệp với nhau và cho nó đều với nhau á mấy chị. Thiết kế mẫu này nè, đứng góc nào cũng đẹp và không sợ bị đề phô cái phần bụng, được không ạ? À? Và ngoài ra các chị có thể là phối cho em chiếc túi màu vàng hoặc là túi đi du lịch cũng hợp nha mọi người. Tại vì đây là một cái gam màu nền vàng kem nên là mình rất là dễ ứng dụng, mình phối với túi nào nó cũng sang hết trơn. Hai bên này là có phối túi cho các chị, cái chất vải rất là mềm. Bên trong cái túi này em cũng sử dụng là chất vải chính luôn, cũng không có sử dụng lớp lót khác. Tới lại với lại là cái thiết kế này em cũng không sử dụng lớp lót, tại vì nó không mỏng. Mấy chị mua về là mấy chị biết ngay, chị nào đã từng mua là em chắc chắn chị sẽ rất là thích cái dòng này, bởi vì mặc lên người nó quá mát. Mà thời tiết như thế này mấy chị, em chọn đầu tiên là dòng lụa vân. Em chọn đầu tiên là dòng lụa vân tại vì nó quá mát đi mọi người ơi. Nên là chị nào tranh thủ chốt thì comment luôn cho em nha. 6549 gạch ngang số điện thoại. Bây giờ chốt mỗi size còn một chiếc cuối cùng nữa nha các chị. Chốt mỗi size còn một chiếc cuối cùng, chuẩn bị qua mẫu luôn nha. 6549 gạch ngang số điện thoại. Bây giờ 5 chiếc này em sẽ hỗ trợ giảm giá và free ship về tận nhà cho chị nào đặt hàng luôn trên livestream như thế này. 6549 giá gốc là 580.000 đồng là mức giá gốc cho một mẫu lụa vân. Thì em nói thật luôn á mấy chị, bây giờ lụa vân mặt đầm thôi nha, người ta đã bán là 800-900 nghìn trở lên. Còn là hàng mà kiểu như dung như thế này thì em bán là phải ít nhất là 1 triệu trở lên, bởi vì dung may nó rất là khó. Các chị vào trong những hãng lớn, những thương hiệu lớn của nước ngoài thì mấy chị sẽ thấy là dung nó trơn, nó đơn sắc, nó rất là đơn giản luôn á mấy chị, nó đơn giản hơn cái từ đó nữa. Mà người ta bán là cả triệu bạc trở lên, là mọi người biết là dung may rất là khó, và những cái dòng vải là đa số sử dụng những dòng vải rất xịn sò, mấy chị mặc rất là lâu bền.
Và đây những cái dòng vải này là mấy chị thường chỉ có trong những hãng lớn thôi. Mà hôm nay em lên sóng em bán cho các chị 580, giá quá mềm. Mà ngoài hôm nay được còn miễn phí ship VIP được giảm 100.000, ngoài ra được chiết khấu thêm. Còn khách thường được giảm 70.000 và ngoài ra được free ship luôn. Tất cả mọi người sẽ được free ship ha. Em nhận cho cả nhà mình mỗi size một chiếc nữa thôi ạ. Size S, M, L, 1X và 2XL. Từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn hàng nha các chị. 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn. Được chưa mọi người ơi, mình nên đặt hàng sớm ngay bây giờ dùm em để mình chốt đơn nha mấy chị. Cái này mang cho em đôi giày màu trắng, màu đen gì cũng hợp nè. Và mình đứng góc nào lên nó cũng sang. Đây đứng góc nghiêng như thế này thì mình sẽ thấy đường cong mình lên nó đẹp hơn. Và đứng góc trước như thế này nè mấy chị, đứng dặn cái chân mình nó sẽ cao hơn. Và cái bụng của mình nó không có bị phô ra. Mẫu này em sẽ ngồi cho các chị xem ha. Bây giờ em nhận mỗi size một chiếc thôi, chuẩn bị hết hàng rồi mấy chị ơi. 6549 gạch ngang số điện thoại kế bên thì em để mình được chốt đơn ngay bây giờ luôn nha. Đây ngồi size cho mấy chị xem. Cái mẫu này ngồi đó không có bao giờ bị kích cái phần đáy. Mọi người nhìn giùm em nha. Đó. Cái chân mình nó sẽ dài hơn. Mình ngồi nó đánh cái hông bên này cho mọi người rất là đẹp. Cái eo mình nó sẽ bé hơn, gọn hơn rất là nhiều. Cái phần tay cũng không bị lộ. Phần chân của mình nữa nè mấy chị. Đặt hàng luôn cho em đi, đẹp quá rồi đẹp. Mẫu này em có phối túi sẵn hai bên hết luôn nha các chị ơi. 6549 nè. Đây mấy chị thấy không, cái phần đáy em may cho mọi người không có bao giờ bị ôm sát cái bụng. Tại vì em nói thật không mấy chị, em có bụng dưới rất nhiều luôn á mọi người. Em cứ đòi giảm cân biết à. Đó, nhưng mà em thấy mẫu này lên em rất là tự tin mấy chị. Em tự tin hẳn luôn, nói thật á. Không có bị lộ bụng. Không có bị lộ bụng. Và đặc biệt ngồi không có bị giật cái sau lưng nè. Em thường thường á, em mua những mẫu dân á mấy chị, em ngồi bị giật cái sau lưng không? Ngồi cảm giác là nó bị cứng và nó kéo hết cái phần ngực của mình, kéo phần lưng của mình, kéo xuống luôn. Bởi vì nó bị kích đó mọi người. Người ta may, người ta không có khéo. Người ta thường thường cho chị thử trên mai lên căng không. Còn em nè mấy chị, thử trên người thiệt. Em là một người mỗi ngày em đều test mẫu. Tại vì phải test mẫu trên người thiệt như thế này mình mới biết cảm giác như thế nào. Chứ test xong rồi để mặc lên trên mannequin ai biết cảm giác sao đúng không mấy chị ha. Đó nên là phải mặc những như thế này mấy chị mình mới biết được ở cái mẫu này nó đẹp hay là nó không đẹp, mình biết luôn ha. Rồi 6549 gạch ngang số điện thoại giùm em, 580 miễn ship. Rồi được cho mọi người, bây giờ em ngân qua mẫu nha. Comment số 2 giùm em liền đi mấy chị ơi. Comment số 2 mẫu sau em sẽ lên cho các chị là một mẫu maxi rất là đẹp, rất là sai luôn. Bây giờ comment số 2 đi, lượt view hơi yếu á mấy chị, để em coi có giảm giá được mẫu sau không ha chị ha. Rồi các chị số ơi, chấm bài comment nhìn cho em đi các chị ơi, để em Ngọc và Phượng Ngân phải nói là lên chương trình sau, gọi là lên cho các chị một cái mức giá nó tốt hơn cho tất cả các chị ha. Còn Zoom của Phượng Ngân mang các chị thực sự nó đẹp mọi người ơi. Ở ngoài còn đẹp hơn trên live rất là nhiều nha, cái màu rất là dễ mang. Màu của Phượng Ngân mang là một cái gam màu mà em nói trắng da giả mang luôn. Rồi các chị, 182 chị đang xem live rồi nè, có chị nào còn ở live á, các chị chấm cho em Ngọc xin một cái dấu chấm tương tác comment nha mọi người ơi. Và mình comment giùm em Ngọc số 2 nha cả nhà, comment giùm em Ngọc số 2. Em lên cho các chị một cái em đầm maxi các chị ơi. Ngọc lên cho các chị một cái phơm đầm maxi nha. Comment giùm em số 2. Chị Ngọc Bích nè. Cái zoom suit mà Phượng Ngân mang cho các chị sẽ là 6549 giúp cho em nha. Ngày hôm nay 5.8 các chị chốt tại live khách thường. Các chị sẽ còn với mức giá giảm 70.000 thì còn là 501. Còn khách hàng VIP thì sẽ mua với mức giá là 480 giùm cho em nha. Rồi các chị ơi, comment mỗi chị cho em Ngọc xin một cái số 2 thôi các chị. Để em thấy cái comment của mình bị ẩn không á cả nhà ơi. Lên tiếp cho các chị một cái em maxi rất là đẹp mọi người ơi. Rồi mỗi chị comment giùm em số 2. Dạ rồi, em thấy chị Phạm Thúy nè, chị Vòng Ứng Muối nè, chị Hạnh Nguyễn, chị Trần Phương Dung rồi nè. Rồi ok, chị Phạm Hạnh nè. Rồi chất lụa Vân Pháp 6549 nha các chị nha. Mã sản phẩm của Phượng Ngân mang á. Còn bây giờ thì Ngọc lên tiếp cho các chị một cái mã sản phẩm nữa rất là đẹp, bán rất là chạy tại cửa hàng của em luôn. Phơm dáng maxi cho các chị. Chị nào vào like thì chấm tương tác giùm cho em nha cả nhà ơi. Chị nào vào like chấm tương tác giùm cho Ngọc. Em lên cho các chị một cái phơm đầm maxi phải nói mang cực kỳ duyên dáng và trẻ trung cho mọi người luôn. Phơm dáng maxi là đang là một cái phơm dáng mà bán cực kỳ chạy tại cửa hàng em, tại vì đây là tháng 5 và tháng 6 á các chị. Tháng 5 và tháng 6 nên là những cái phơm dáng maxi này bây giờ rất là được ưa chuộng. Cái phơm nó trẻ trung hơn cho các chị, nó nhã nhặn và nó mềm mại hơn cho tất cả các chị ha. Chị nào mình ưng ý mã sản phẩm của Phượng Ngân, các chị để lại cú pháp giùm em 6549 mã sản phẩm đấy nha. Các thường mua với mức giá là 510
10.000 đồng. Và khách VIP em giảm cho các chị với mức giá chỉ còn 480.000 thôi. Rồi, còn mã sản phẩm của Ngọc đang mang, các chị vẽ tiếng sao màn hình cho các chị xem form giùm chị em nha. Mã sản phẩm này hiện tại cửa hàng nhà em á các chị ơi, bán cháy hàng luôn á mọi người. Nhưng mà số lượng ở trên live thì như em nói, em chốt cho các chị số lượng trên live không nhiều nha mọi người. Mỗi live stream là sẽ có những cái chương trình riêng đó mọi người, em sẽ có những chương trình riêng biệt từng cho mã sản phẩm, chứ không phải là ngày nào cũng áp dụng một cái chương trình này cho một cái mã sản phẩm. Như các chị, em sẽ có những cái chương trình riêng biệt cho mọi người, nên là các chị cố gắng là mình nghe em tư vấn về cái chương trình của mọi người và các chị chốt đơn luôn cả nhà ha. Rồi ok các chị, mã sản phẩm Ngọc đang mang trên người, xin không các chị ơi, cái mã này rất là trẻ nha các chị, mã sản phẩm rất là trẻ. Rồi các chị, 6549 vẫn còn lỗ đơn hàng. 6549 là một cái mã sản phẩm mà thực sự em khuyến khích các chị nên mua hàng. Cái gân suốt nó cực kỳ đẹp nha cả nhà, lên cho các chị một cái mã maxi rồi nhưng mà em còn dư âm cái mã sản phẩm 6549. 6549 là Phượng Ngân mang, các chị chỉ cần để lại cho em đúng cú pháp đặt hàng thôi. Chương trình độc quyền tại livestream dành cho 6549. Khách hàng VIP các chị mua với mức giá là 480, còn khách hàng thường mua với mức giá là 501. Em có năm size rồi ok chưa cả nhà ơi? Rồi bây giờ Ngọc lên cho các chị một cái phông đầu maxi này các chị ơi. Cái phông đầu maxi này thuộc cái phong cách midi á các chị. Phông đầu này hiện tại Ngọc lên cho các chị còn đầy đủ 5 size các chị. Mã sản phẩm này em làm cho các chị là Vanter S nha cả nhà ơi. Chất liệu Vanter S dùm cho em. Các chị nhìn cái họa tiết hoa văn cho em Ngọc nè. Chất liệu Vanter S và trên nền vải á, các chị để ý nó sẽ có BB như thế này đây. Và nó nổi trên cái nền vải của mình, mang cực kỳ đẹp dùm cho em luôn. Phông giá thiết kế sẽ là một cái phông xòe cho các chị như thế này. A xòe rất là đẹp các chị. Và bên trong có khối lót dùm cho em nữa. Và em lót cho mọi người là toàn thân đầm đẹp chưa các chị. Cái màu này cực kỳ trẻ trung nha cả nhà ơi. Cái màu này cực kỳ trẻ trung dùm cho em luôn. 4067 là Ngọc đang mang trên người đây các chị. Hôm nay em lên cho các chị một cái mức giá mềm hơn so với mã dân suốt hồi nãy ngân lên cho các chị luôn ha. Và đặc biệt bây giờ em còn 5 size này các chị ơi. Mã sản phẩm này thì em chốt cho các chị khoảng tầm là 17 chiếc cho mã sản phẩm này thôi nha. Ngầu chốt tầm 17 chiếc cho mã sản phẩm này trên live thôi. Qua 17 chiếc là em không còn chương trình nha các chị. Em chốt đúng 17 chiếc dành cho 17 chị lên chương trình này ngày hôm nay. Đối với 4067 Ngọc đang mang trên người đây. Hiện tại 64067 này chúng ta sẽ có một cái mức giá gốc sẽ là 550.000. Nhưng mà tại live khách hàng thường các chị mua sản phẩm này còn với mức giá chỉ có là 470.000 đồng giùm em thôi nha. Khách hàng thường các chị mua sản phẩm này còn 470 đúng không? Tính đúng không cả nhà? Em tính đúng không cả nhà? Đúng không cả nhà ơi? 470.000 cho mã sản phẩm này là khách hàng thường giùm em. Mua sản phẩm ngày hôm nay và em chốt độc quyền duy nhất tại live dành cho 17 chiếc cho mã sản phẩm 4067 này với mức giá 470 thôi. Ngoài live em không có mức giá này nha các chị. Nên là cố gắng mình lắng nghe cái chương trình giùm em nha, cố gắng lắng nghe cái chương trình giùm em. Còn khách hàng VIP, các chị mua 4067 này với mức giá 450.000 đồng. Các chị quá mềm nha các chị ơi, chương trình em lên quá mềm cho các chị. Giá gốc là 550, khách hàng thường nghe nhấn mạnh lại nè. Khách hàng thường mua với mức giá là 480.000 đồng, khách hàng thường 480.000 đồng. Còn khách hàng VIP mua 450 giùm em. Cực kỳ đẹp các chị ơi, có phải tiết hoa văn cực kỳ xinh luôn và trẻ trung vô cùng cho em nha. Phông dáng này em làm cho các chị là một cái phông dáng tùng maxi midi một xíu. Và nhìn giùm em Ngọc họa tiết hoa văn này các chị. Đấy mọi người, các chị thấy họa tiết hoa văn này trẻ không? Em làm cho các chị là phông ngực nhún nha cả nhà. Nhưng mà cái dây tăng đưa và cái phông dây của mình nó lạ hơn so với những phông khác. Ví dụ phông khác em làm cho các chị sẽ là một dây thôi, còn với em làm cho các chị là hai dây, nhưng mà em có phối tăng đưa, ngực sẽ là phông ngực nhún giùm em và em phối cho các chị lót toàn thân đầm cho các chị. Lót toàn thân đầm các chị nhìn nè, ở bên trên nè, đó cả nhà. Và đặc biệt điểm nhấn đó chính là cái phần eo. Phần eo nhà em làm cho các chị một cái vạt nơ rất là xinh và có khuy kim loại cho các chị. Đằng sau có khóa chú ẩn giùm em, phông đầm cực kỳ đẹp các chị, rất là trẻ nha cả nhà. 5 size từ 40kg đến 72kg chốt đơn hàng liền giùm em các chị. Phông này quá trẻ các chị ha. Phông này cực kỳ trẻ trung giùm em. Các chị phối với một cái mắt kính nữa là các chị có thể làm mang đi cà phê thường nhật, đi picnic, đi du lịch giùm cho em. Đối với mặt sản phẩm này là xinh nha mọi người. Mã sản phẩm này cái chất liệu Vanter S bên em á, các chị sẽ cảm nhận được một cái sự khác biệt hơn so với những cái dòng chất liệu khác. Đó chính là các chị, mình nhìn cái chất liệu vải giùm em mê liền cả nhà ơi. Chất liệu vải các chị nhìn cái hoa nhà em làm nè. Cái nền này sẽ là nền phớt hồng giùm em nha, chứ không phải là nền màu trắng. Xong rồi trên cái nền vải của mình nè các chị, nó sẽ có những cái bi như thế này đây. Các chị thấy đẹp không? Cái phiên bản này cực kỳ trẻ các chị. Đó mọi người nhìn cái vải giùm cho em nha. Em phô cái vải thượng hạng bên em luôn, Vanter S cao cấp từ váy Emmy.
4067, 550 là mức giá gốc. Hôm nay em cộng chương trình cho các chị. Mọi người ơi, miễn phí ship nữa, em áp dụng duy nhất tại Lai 17 chiếc cho mã sản phẩm này thôi nha mọi người. Rồi nghe em nói lại cái mức giá này cho những chị nào vừa mới vô Lai. 4067 Ngọc đang mang trên người, giá gốc là 550.000 đồng. Khách hàng thường mua với mức giá là 480, em cộng hỗ trợ miễn phí ship. Khách hàng VIP sẽ được mua với mức giá 450, em cộng hỗ trợ miễn phí ship. Và livestream này em chỉ chốt mã sản phẩm 4067 này độc quyền duy nhất tại Live, đúng 17 chiếc thôi. Qua 17 chiếc là em không còn chương trình này nha các chị. Qua 17 chiếc này Ngọc không còn chương trình này cho các chị. Tại vì á, chương trình của em bây giờ lên cho các chị phải nói là có giới hạn. Chứ là em lên cho các chị quá nhiều, thật sự em bù lỗ không nổi luôn các chị ơi. Nhưng mà sản phẩm này thực ra 550.000 đồng so với ở bên ngoài là thực sự cái giá thành nó quá mềm so với là ở trên thị trường và các chị thấy những cái range khác đúng không? Nên là ở trên live là em chốt cho các chị tính đi tính lại. Các chị mua mọi mặt trận luôn thì ở trên live stream là các chị mua một cái mức giá tốt nhất. Rồi Ngọc tính xa màn hình cho các chị xem form nè mọi người. Nhìn xa cả nhà ha, cái form này nó trẻ trung vô cùng cho các chị luôn. Và cái vải nè, Ngọc nhân gọi là em nhầu vải cho các chị sẽ không bị nhăn nhầu nha. Và số vải rất là mềm. Sản phẩm này em bao các chị giặt máy giặt tay thoải mái. Và cái thời tiết các chị ơi, em cân mọi thời tiết cho các chị. Thời tiết nóng bức cỡ nào các chị mang những cái mã sản phẩm này cũng vô cùng thoải mái. Và em xoay form cho các chị xem. Đó các chị sẽ thấy cái tùng váy dùm cho em Ngọc nè. Nó có độ rũ, độ mềm, độ lả lướt, đứng form và đứng dáng. Nó có độ mềm mại của sản phẩm các chị. Van nhà em làm có độ mềm mại nha, chứ không phải là van của mình kiểu như là nó đứng nó đơ xuống như vậy nha các chị. Lên form rất là đẹp. Và em tiến gần lại màn hình cho các chị thấy cái họa tiết. Họa tiết này là Ngọc chấm điểm 10 luôn các chị ơi, nó rất là đẹp cả nhà ơi. Các chị thấy là cái nền nó sẽ là nền phớt hồng nha. Em không làm nền trắng cho các chị. Và họa tiết hoa văn của mình nè các chị, từng chi tiết họa tiết hoa văn. Và cái bi ở trên cái nền vải nè, cái này là đẳng cấp nhất nha mọi người. Cái này là đẳng cấp nhất dùm cho em nha. Cái van, cái bi trên cái nền vải của mình nè. Các chị sẽ thấy đây là cái điều khác biệt so với những cái dòng chất liệu khác. Cái điều khác biệt của cái em đầm này sẽ là khác biệt so với những cái dòng chất liệu khác giùm em. Lên form đẹp quá chừng đẹp luôn cả nhà ơi. 4067, bây giờ chị nào nè, mình đang cần một cái buổi đi du lịch các chị ơi. Các chị mua mã sản phẩm này giúp em đi. Mọi người không tiếc tiền đâu cả nhà ơi. Hôm nay các chị mua rất là đáng mọi người. Hôm nay các chị mua rất là đáng. Em chốt cho các chị có 17 chiếc thôi, 5 size, từ size S cho tới size 2X, 40kg đến 72kg. Chốt đơn hàng liền giùm cho em. Form rất là trẻ trung các chị. Mọi người thấy nè, phân dáng này em làm cho các chị sẽ là một cái phân dáng midi nha, maxi midi. Nên nó sẽ phải phụ gối và dài như thế này mới đẹp nha cả nhà ơi. Phải dài như thế này mới đẹp nha. Em chốt cho các chị đúng 17 chiếc cho mã sản phẩm này thôi. Với mức giá cho khách hàng thường là 70, giảm cho các chị 70.000 đồng, còn 480 miễn phí ship. Và khách hàng VIP mua còn với mức giá 450 và miễn phí ship. Em chốt đúng 17 chiếc thôi. Và qua 17 chiếc là em không chốt chương trình này nữa nha các chị ơi. Nên là cố gắng mình chốt đơn hàng liền giùm cho em luôn. Ưng ý mã sản phẩm này là chốt liền các chị. Dòng chất liệu vải này nó lạ hơn so với những cái dòng chất liệu vải các chị thường thấy nha mọi người. Vanter F này em làm cho các chị một cái dòng chất liệu nó lạ hơn. Đó mọi người thấy không? Cái nền vải của mình nè, cái họa tiết thiết kế của mình nè các chị. Lên form rất là sang luôn và đặc biệt nha. Cái mã sản phẩm này lên dáng rất là trẻ trung các chị. Nâng hông nâng dáng và cái dáng eo của mình sẽ là dáng eo cao nữa mọi người ơi. Cái tuần váy này khi em xoay form các chị nhìn nè, mã sản phẩm này các chị chụp hình với quán cà phê, các chị đi chụp hình với biển Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, hoặc là các chị chụp hình với đường phố thôi là cũng xinh lắm rồi các chị ơi. 4067 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giùm cho em nha. Em chốt duy nhất tại Live thôi nha các chị với mức giá này. Chị nào ưng ý 4067 là chốt đơn hàng liền, quá đẹp các chị ha. Mã sản phẩm này xinh xuất sắc luôn nha. Các chị cái form này đầu tiên là Ngọc mặc lên em cảm nhận là cái tính chất vải của mình mềm, mịn, rũ rũ nè. Nên là em mới xoay form cho các chị nhìn ngắm mã sản phẩm này các chị ơi. Form cực kỳ trẻ dùng cho em Ngọc luôn. Lên form xinh ha. Các chị nhìn cái dáng chân của em nè. Các chị thấy cái form maxi lên mà cái chân dài miên man các chị ạ. Form maxi lên và cái dáng chân của mình dài miên man luôn. Và một cái điều đẹp nữa cho cái dành cái form đầm này á là cái phần thiết kế nè, cái phần nách nhà em làm cho các chị nè, cái dây nhà em làm cho các chị là hai dây tăng đưa, có tăng đưa nữa, cách điệu như thế này đây, nó khác biệt hơn so với những cái em đầm hai dây mà các chị thường thấy. Lên form cực kỳ đẹp luôn. Em chốt cho các chị đúng 17 chiếc cho 5 size nha, S, M, L, XL và 2X, 40kg đến tầm 72kg. Chốt đơn hàng liền, đừng chần chừ các chị, tại vì chương trình em chốt đúng 17 chiếc cho chương trình này thôi nha. Các
hàng thường chốt mã sản phẩm này 550 còn 480, em cộng chương trình miễn phí ship. Bữa trước em lên em không có chương trình miễn phí ship cho các chị nha, nhưng bữa nay có các chị và em chốt đúng 17 chiếc thôi nha mọi người. Còn khách hàng VIP, các chị mua sản phẩm này còn 450 thôi, em cộng thêm hỗ trợ miễn phí ship nữa. Chị nào mà mình gọi là khách hàng VIP á các chị, khách hàng VIP các chị mua các chị còn được giảm thêm 5% đối với VIP bạc. VIP vàng giảm 7% và VIP kim cương giảm 12% cho các chị. Hôm nay các chị mua lời nha. Chị nào mua 2 sản phẩm em còn giảm cho các chị 150.000 khách hàng thường, 3 sản phẩm 250.000 giảm cho các chị khách hàng thường. Còn khách hàng VIP mua 2 sản phẩm sẽ được giảm 220.000 và mua 3 sản phẩm giảm cho các chị 350.000 đồng cho các chị. Mua lời không cả nhà, mua rất là lời dùm cho em luôn. Và đặc biệt chương trình em chỉ chút độc quyền duy nhất tại live thôi. Cái vòi bi nổi này mà nó đẹp lắm các chị, nó khác biệt so với những cái dòng em thường mang nha. Cái vòi bi nổi và các chị thấy cái họa tiết hoa này nó đẹp không cả nhà ơi. Họa tiết hoa này rất là lạ nha, các chị sẽ không bắt gặp được họa tiết hoa ở đâu giống như váy em nha các chị. Em lên cho các chị họa tiết hoa này là độc quyền rồi cả nhà. 4067 kèm số điện thoại để Ngọc giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho các chị, và giữ với mức giá yêu thương tại live và duy nhất tại live giúp cho em thôi. Từ 550 còn với mức giá 480.000 cộng thêm hỗ trợ miễn phí ship. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em, tích lũy điểm cho đơn hàng thành công cho các chị rồi, và em sẽ hỗ trợ đổi hàng nếu như sản phẩm của mình có bất kỳ sai sót. Còn khách hàng VIP thì mua lời hơn nữa các chị. Khách hàng VIP mua sản phẩm này còn có 450.000 và em cộng hỗ trợ miễn phí ship. Em hỗ trợ duy nhất tại live thôi nha, đúng 17 chiếc. Qua 17 chiếc và em không còn hỗ trợ chương trình này nữa nha các chị ơi. Bây giờ số lượng ở trên live nhà em hỗ trợ chương trình cho các chị là có số lượng và có giới hạn, chứ là em không full giới hạn nha các chị. Rất là cố gắng chị nào chốt nhanh, chốt sớm, chốt trước hệ thống bắt đơn và em giữ chương trình cho mọi người. Năm size 40kg đến tầm 72kg chốt đơn giùm em. Và Ngọc đang cao 1m6 các chị, em đang mang size S cho cả nhà mình. Phong dáng thiết kế cực kỳ đẹp mọi người ơi. Đây đằng sau giúp cho em là cái phơm dáng thì em hơi kẹp phơm một tí, các chị nhìn đỡ nhá. Đằng sau có khá cái kiểu ẩn, cái màu này đẹp các chị. Màu này cực kỳ đẹp nha. Thay vì em lên cho các chị một cái gam màu đỏ, các chị sẽ cảm thấy ông màu đỏ nó sẽ hơi bị chối và hơi bị kén. Nhưng mà em lên cho các chị là cái nền màu hồng, cái nền màu phớt hồng trắng trắng hồng hồng một xíu các chị, và phối họa tiết hoa cho mình như thế này. Và điểm đặc biệt đẹp nhất ở phơm đầm này đó chính là cái phần chiếc eo. Nhà em làm cho các chị phơm eo nơ nè, phối bạc trước, và đặc biệt điểm nhấn đó chính là cái khuyên kim loại này, làm cái phơm dáng của mình trong sang và đẳng cấp hơn so với những cái phơm maxi khác rất là nhiều luôn. 4067 kèm số điện thoại giùm em nha. Phơm rất là đẹp mọi người ơi. Mã sản phẩm này nha, đặc biệt là các chị em đang ghé tại cửa hàng á, các chị mua sản phẩm này chạy lắm cả nhà. Tại vì cái tính gọi là cái tính thời trang của nó các chị, cái tính thời trang của sản phẩm này ha, trông nó trẻ trung và các chị sẽ cảm giác là mình sẽ năng lượng hơn rất là nhiều, và đặc biệt là phù hợp với thời tiết này nữa mọi người. Và đặc biệt là bây giờ là tháng 5, tháng 6 là mùa đi du lịch của các chị á, với lại là váy hoa bây giờ các chị rất là ưa chuộng luôn, nên là những cái mã sản phẩm này em Ngọc đang bán rất là chạy luôn. Bình thường á thì các chị sẽ thấy là những cái họa tiết hoa của mình hơi là bản to một xíu, nhưng mà cái phiên bản này váy em đi làm cho các chị một cái phiên bản hoa nó nhỏ hơn, làm cho các chị trông trẻ trung hơn và làm cho chúng ta trông gọi là ngọt ngào hơn rất là nhiều dành cho cái màu sắc sản phẩm này ha. Nhìn nó ngọt ngào và nó tươi mới lắm các chị. 4067 giúp cho em chất liệu Vanter S, chất liệu Vanter S nha các chị. Cái ngực này em làm cho các chị ngực nhún nè, các chị thấy rõ không cả nhà ơi. Cái phơm ngực nhún này, chị nào mà kiểu như là cái vòng một của mình khiêm tốn giống em á, giống em Ngọc nè, vòng một của em khiêm tốn nha các chị, nhưng mà khi xoay phơm ngang cho các chị là cái vòng một của mình sẽ tròn đầy hơn rất là nhiều. Và ở cái phần thiết kế ngực nhún này nè, khi em cúi người xuống cô không có bị hở phơm nha. Và vô tình á, khi mà cái phơm ngực của mình không có các chị, hay nó bị hớp ngay đây nè các chị, nó bị hớp vô như thế này nè. Còn mã sản phẩm này khi mà em làm phơm nhún, cái ngực của mình sẽ đều, sẽ căng và đẹp hơn rất là nhiều. Và các chị thấy cái khuyết eo không? Khuyết eo sẽ là khuyết eo cao, nên là vô tình là cái dáng người của mình rất là gọn. Và bên cạnh đó em làm cho các chị tuần váy nè, nó đẹp không, rất là đẹp. Và các chị thấy cái váy nè mọi người, rất là sang luôn mọi người ơi. Cái váy nhà em làm cho các chị, cái tuần váy này phải là hơn những cái tuần váy khác nha. Cái vải này tốn nhiều hơn so với những cái váy khác mà em làm cho các chị, nhưng mà vẫn lên cho mọi người chương trình ở tại live và duy nhất em chốt tại live cho các chị thôi. 4067 40kg đến 72kg, về size số nhân viên nhà em sẽ tư vấn kỹ một lần nữa cho các chị, nhưng mà ở tại live là một chút duy nhất độc quyền thôi, nên là các chị phải tranh thủ để em giữ mức giá yêu thương này cho mọi người nha. 17 chiếc thôi các chị ơi, em không có chốt hơn 17 chiếc cho mã sản phẩm này nha. Dạ em chào chị Thúy Hằng, hello tất cả các chị. Rồi ok, chị Tâm Thanh em thấy comment của mình, chị Nguyễn Thùy Dương, chị Hạnh Nguyễn em thấy comment của tất cả các chị nha. Rồi chị nào mới vô like thì các chị chấm cho em Ngọc Sư một cái dấu chấm tương tác comment. Mã sản phẩm này các chị đi
đâu được mọi người ơi. Các chị sẽ đi du lịch giùm em, các chị mang thường nhật giùm em cà phê, cà phê dạo phố cuối tuần cũng ok, cũng ổn áp dành cho mặt sản phẩm này đó mọi người. Nhìn nhẹ nhàng và thanh thoát vô cùng luôn. Cái nền vải nhà em làm rất là đẹp nha, em phải công nhận cái nền vải này lên phân cho các chị rất là đẹp cả nhà. Cái màu em yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn cả nhà, nhìn cái màu giùm cho em Ngọc nè, cái màu xinh không các chị, màu cực kỳ sang nha cả nhà ơi. Cái màu này sẽ làm cho mình trắng da vô cùng luôn, nhưng mà nó không bị chối. Màu này rất là trắng da nhưng mà không bị chối nha các chị. Mình để ý nè, từng cái bi nổi trên cái nền vải của em á, các chị thấy những cái bi này không cả nhà ơi? Ai, hàng này là bên em chỉ có, bên em mới có thôi chứ là ở ngoài không có nha cả nhà. Váy Emmy mới có cho các chị một cái nền von tơ ép như thế này thôi chứ là ở bên ngoài không có một cái dòng như thế này nha mọi người ơi. Ở chắc chắn là độc quyền tại nhà em mới có một cái vân gọi là nổi cho các chị mà khắc laser nhẹ lên trên như thế này. Đó, von tơ ép. Nhìn ở ngoài nó sang, các chị nhìn cái em đồng của mình mặc vào là các chị thấy là sẽ không bị đụng hàng với bất kỳ ai cả. 4067 kèm số điện thoại, em chốt cho các chị chỉ có 17 chiếc thôi. Ngầu cao 1m6 và phơm này phải là phơm maxi mini, phải dài nha các chị ơi. Và các chị nếu như mà mặc dài một xíu nữa cũng không có sao giùm em, nó không có bị mất phơm dáng của mình, lên phơm rất là sang dễ thương các chị. Cái phơm này thì em thấy nhẹ nhàng dễ thương và trẻ nha, nhẹ nhàng dễ thương và trẻ các chị. 4067 550 là mức giá gốc và chỉ duy nhất tại live thôi. Ngầu mới chốt cho các chị với mức giá khách hàng thường còn 480.000, em còn hỗ trợ miễn phí ship. Và khách hàng VIP chốt mặt sản phẩm 4067 Ngọc đang mang trên người còn 450 và em còn hỗ trợ miễn phí ship. Chỉ có 17 chiếc ở trên live đối với mặt sản phẩm 4067 có chương trình này thôi nha các chị. Chỉ có 17 chiếc trên live đối với sản phẩm này mới có chương trình này thôi. Nên là các chị mình tranh thủ để có đơn hàng cho mặt sản phẩm 4067 này và giữ với mức giá yêu thương này giúp cho em nha cả nhà. Mình tranh thủ giùm em để có đơn, em nhận đơn và đi đơn hàng sớm cho mọi người luôn. Các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ngoài ra hôm nay các chị rủ bạn bè người thân của mình đi, em sẽ giảm cho các chị mua 2 sản phẩm. Đối với khách hàng thường thì chỉ còn giảm cho các chị 150.000, mua 3 sản phẩm thì giảm cho mọi người 250.000. Còn đối với khách hàng VIP thì các chị có chính sách lớn hơn nữa, các chị mua 2 sản phẩm em giảm cho mọi người 220.000 và mua 3 sản phẩm giảm cho các chị 350.000 đồng. Đó mọi người ơi, nên là các chị tranh thủ nha cả nhà, tranh thủ dùm cho em để giữ đơn với mức giá sale đại tại live nha cả nhà nhé. Rồi có chị nào mới vô không? Chị nào mới vô thì chấm cho em xin một chấm để em nói lại chương trình cho mình nha các chị. Chị nào mới vô chấm cho em một chấm để em giữ chương trình cho mình nha. Đeo đồng này may sao rồi ok các chị ơi. Ngọc Tiến từ lại màn hình cho các chị xem ha. Các chị cứ là để lại cho em đúng cú pháp đặt hàng mã sản phẩm 4067 và kèm xuất thải. Rồi các chị nhìn nè, phơm dáng thiết kế nè. Các chị nghe em Ngọc zoom lên cho các chị xem phơm dáng nha cả nhà ơi. Rồi nhìn em zoom cái phơm dáng cho các chị, cái dáng eo nè. Nhà em cắt ao cho các chị vẫn là một cái cắt ao dáng eo cao. Nhà các chị từ cái phần cắt eo ao ở trên cái phần ngực nè, may cho các chị sẽ là phơm nhúng. Các chị thấy rõ cái phơm nhúng của em Ngọc đang mang trên người không ạ? Phơm dáng nhúng và ở bên dưới em cắt ao từ cái phần đáy ngực xuống dưới cho các chị sẽ là một cái tà váy. Và kết hợp cho mọi người đó chính là cái phần nơ. Và thiết kế vạt nơ cho các chị rất là đẹp. Em phối cho các chị một cái khuy tròn kim loại làm cái em đầm của mình nó sáng hơn và nó sang hơn rất là nhiều. Và có hai cái vạt nơ đi xuống, vô tình cái dáng eo của mình sẽ cân đối hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó cái khuyết eo của mình là các chị, nên là tạo cảm giác eo của mình sẽ nhỏ gọn nhất có thể. Và em làm cho các chị sẽ đặt đẩy hông cái váy như thế này. Các chị thấy nè, bên trong có lớp lót dùng cho Ngọc luôn. Và đặc biệt cái dòng chất liệu vải này von tơ ép, các chị sẽ thấy một cái điều khác biệt so với những cái mã sản phẩm khác, các mã sản phẩm von mà các chị thường thấy là nhà em sẽ làm cho các chị, đó chính là trên cái nền vải của mình sẽ có những cái bi nổi nhỏ như thế này và nó sẽ ánh bạc lên rất là đẹp và nó sẽ có nhũ lên như thế này ha. Nó kiểu nó khắc laser lên rất là sang nha các chị. Cái cây vải này em làm cho các chị von tơ ép rất là đẹp và mọi người nhìn cái họa tiết hoa văn này các chị thấy bắt mắt và xinh không cả nhà? Cực kỳ xinh luôn, nhưng mà nó hài hòa, nó cân đối. Em làm cho các chị cái nền không phải là cái nền trắng nữa, cái nền của mình nó vớt hồng hồng, nó kem kem rất là sang. Và kèm với bên cạnh đó thiết kế của mình, cái phần thiết kế dây ấy các chị, dây nhà em làm cho các chị không phải là một dây, nó sẽ gọi là nó không, nó rất là đơn giản, nhưng mà em cắt đều cho các chị thứ nhất là hai dây đó mọi người. Hai dây chéo lại như thế này, đằng sau có tăng đưa nhẹ cho em nè mọi người thấy không? Tăng đưa các chị cứ kéo lên cái phần tăng đưa, tùy chiều cao cân nặng của các chị mà mình kéo tăng đưa, tùy là các chị muốn mà kéo cao hơn tí có hở phơm hay không là tùy chỉnh cho mình luôn. Mã sản phẩm này rất là dễ mang, 4067 và đặc biệt rất là trẻ nha các chị. Em còn 5 size,
S, M, L, X, L và 2X cho các chị. Hôm nay là chương trình Ngọc Trúc duy nhất độc quyền tại Like thôi. Ngoài Like em không có mức giá này nha. Ngoài Like các chị sẽ mua mức giá gốc dùm cho em đấy cả nhà ơi. Ngoài Like các chị sẽ mua mức giá gốc dùm cho em Ngọc nha. 4067 kèm số điện thoại để em giữ đơn trên Like. Với mức giá cho các chị 480 dành cho khách hàng VIP. Trong khi đó giá gốc là 550. Trong khi đó giá gốc là 550 nha các chị. Khách hàng VIP thì mua với mức giá còn 450.000 thôi. Em cộng thêm miễn phí ship là tiết kiệm thêm 20-40.000 đồng. Nội thành thành phố Hồ Chí Minh 20.000, còn tỉnh tầm 40.000 giùm em. Khách hàng thường thì các chị mua 4067 này 550 còn có 480 thôi. Và em chúc độc quyền duy nhất tại Like đúng 17 chiếc. Qua 17 chiếc là không còn chương trình này nha các chị. Đó mọi người, nên là các chị tranh thủ mình giữ đơn, lên đơn sớm để em giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho mọi người với mức giá yêu thương này luôn nha. 480 miễn phí ship cho các chị khách hàng thường, 450 miễn phí ship cho khách hàng VIP. Mua lời không các chị? Và cái form này các chị nhìn nè, đẹp các chị ơi, cái vải này em rất là khoái luôn nha cả nhà. Van tơ ép không bị nhăn nhầu, các chị giặt máy giặt tay thoải mái. Nó rất là khô thoáng, nó mềm và nó mịn vô cùng luôn. Các chị giặt máy giặt tay thoải mái và mùa hè các chị, mình mang sản phẩm này mát lắm các chị ơi, rất là mát nha. Điều em cảm nhận được á là các chị nhìn nè, cái độ rũ của sản phẩm, các chị thấy độ mịn, độ rũ của sản phẩm khi mà em xoay phơm. Và điều thứ hai nữa là sờ cái số vải nó rất là mát tay. Nó rất là mát tay các chị. Và đặc biệt nha, mang lên nó rất là êm da của mình. Nó cực kỳ êm da các chị ơi. 4067 gạch ngang kẹp xuyên tài. Em có 5 size cho mã sản phẩm này nha. S, M, L, X, L và 2X cho các chị. Tranh thủ chốt đơn để em giữ giá cho mọi người. Tranh thủ có đơn nha các chị. Tại vì dạo này em lên cho các chị là em lên like số lượng có giới hạn, chứ em không có lên gọi là cho các chị nhiều nữa mọi người ơi. Tại vì á các chị ơi, cái thứ nhất là số lượng mã sản phẩm của mình em lên cho các chị á, thực ra may cho các chị tầm 80-150 chiếc thôi. Em đứng 1-2 like là hết hàng. Và mã sản phẩm này là lần đầu tiên Ngọc lên sóng cho các chị luôn nè. Đây là lần đầu tiên em lên sóng cho mọi người luôn á. Em sale ưu đãi cho mọi người, giá quá mềm các chị. 4067 và chỉ ở tại Like các chị mới có mức giá 480.000 và cộng hỗ trợ miễn phí ship. Còn khách hàng VIP chỉ duy nhất tại Like các chị mới được chốt với mức giá 450.000 đồng và cộng hỗ trợ miễn phí ship. Form quá đẹp các chị ha, form lên trẻ vô cùng trẻ luôn mọi người. Và che bụng rất là tốt dùm cho em nha, che bụng dưới rất là tốt. Cái tuần này chị nào bầu bí cũng có thể là bon chen như trang ngọc. Chị nào có bụng dưới mình hốt ngay mã sản phẩm này vào về tủ đồ dùm em. Lên form cực kỳ xinh cho các chị luôn. Hai dây này em làm cho các chị vô tình á, nó làm cái dáng gọi là cái dáng ngực của mình đó mọi người, cái dáng cổ của mình á. Nó ví dụ như là em làm một dây nó hơi kiểu hở xíu nhưng mà kỳ các chị, lên hai dây lại thấy nó cân đối và nó không hở nhiều. Đó cả nhà, 4067 giúp em nha, tranh thủ chốt đơn Van Tơ Ép. Một dòng chất liệu vải rất là lạ, rất là mềm, rất là mịn các chị. Dạ rồi ok, em chào chị Loan Lê Lu, chị Mỹ Lợi, chị Mỹ Nga nè. Em chào chị Nguyễn Hạnh, rồi hello tất cả các chị. Lên đơn cùng em nha, em thấy comment của chị Ngọc Điệp, chị Linh Trần, 4067 các chị ơi. 4067, vậy là em chỉ còn 8 chiếc cuối cùng nữa cho các chị thôi. Với mức giá là 480 dành cho các hàng thường miễn phí ship. Và em còn cho các chị với mức giá 450.000 đồng miễn phí ship cho khách hàng VIP. Vậy là Ngọc còn 8 chiếc cho các chị thôi. 5 size tranh thủ chốt đơn các chị ơi. Và em chốt là duy nhất tại Like mới có chương trình này thôi. Ngoài Like là Ngọc không có chương trình này cho các chị nha. Mọi người ngoài ra các chị còn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm cho em nữa. Tích lũy điểm cho đơn hàng thành công và các chị đổi hàng trong vòng 5 ngày nếu sản phẩm chúng ta có bất kỳ sai sót nha các chị. Phơm dáng này mọi người nhìn giùm em, lên phơm rất là đẹp luôn cả nhà. Đó mọi người nhìn cái quần váy nè. Cái vải này em khen nhiều, tại vì á cái vải này nó khác biệt so với những cái dòng vải khác. Đó là ở cái số vải và ở cái thiết kế hoa nổi trên cái nền vải của mình á, nó rất là khác biệt các chị. Và họa tiết hoa các chị thấy đẹp không cả nhà ơi? Em làm cho các chị nha. Họa tiết hoa này sẽ là một cái họa tiết hoa màu đỏ, đỏ hồng chứ không phải là đỏ tươi. Gam màu đỏ hồng cho các chị và nền của mình cũng sẽ làm nền phớt hồng một xíu. Nên là vô tình cái đầm của mình á nó nhã nhặn, nhặn và nó nhu mì hơn rất là nhiều, nó không có nổi bật các chị. Nhưng mà vô tình cái màu này làm cho chúng ta cực kỳ trắng da. Màu này rất là trắng da nha các chị ơi, và mang lên vô cùng trẻ trung cho các chị luôn. Trẻ trung không phải là trẻ trung không phù hợp với lứa tuổi của mình nha các chị. Form này lên cho các chị vẫn là tầm tuổi các chị 40 tuổi, các chị lên vẫn bình thường, nhưng mà làm cho chúng ta tạo cảm giác là chúng ta trẻ hơn so với cái độ tuổi của mình rất là nhiều. Là dành cho cái form váy này giùm em. 4067 các chị tranh thủ giùm em, mới có mức giá này tại Like nha. Các chị không tranh thủ nữa là tiếc lắm cả nhà ơi. Các chị không tranh thủ chút cùng em mã sản phẩm 4067 này là tiếc lắm. 480, tại vì bình thường các chị biết rằng là chương trình của nhà em sale lớn nhất dành cho những mã sản phẩm này cũng phải là 495.000.
520.000, chứ không bao giờ có một cái mức giá thấp đến như vậy đúng không các chị? Nhưng mà ngày hôm nay tại live và độc quyền duy nhất live dành cho mã sản phẩm 4067 này, em sẽ có một cái chương trình cho mình. Khách hàng thường còn có 480 thôi, miễn phí ship cho các chị nữa. Còn khách hàng VIP mua sản phẩm này sẽ được với mức giá 450.000 đồng và em miễn phí ship. Còn chị nào là thành viên bạc nè, giảm cho các chị thêm 5% nữa, thành viên vàng 7% và thành viên kim cương 12% giúp em. Nên tính ra các chị ơi, mình phải săn like thường xuyên và thấy cái live stream nào em lên cho các chị với mức giá mềm như thế này, các chị chốt liền và luôn các chị ơi. Tại vì thứ nhất là số lượng kho tổng của em không còn nhiều thật sự. Ở trên live là em dám chốt cho các chị chỉ có 17 chiếc thôi. Và 17 em lên chương trình cho các chị 17 chiếc mà lên cho các chị cái chương trình này thật sự các chị là mình phải tranh thủ rồi nha, cả nhà phải tranh thủ giùm em. Vải đẹp, phơm đẹp, họa tiết đẹp và cái phơm rất là trẻ trung các chị. 5 size, may mắn là còn 5 size cho các chị nha. May mắn là còn 5 size giùm em nha. Em có S, có M, có L, XL và 2X. Rồi các chị ơi, vậy là chỉ còn vài chiếc cuối cùng nữa thôi, em chuẩn bị xuống mẫu luôn. Còn vài chiếc cuối cùng nữa, Ngọc chuẩn bị xuống mẫu luôn. Chị nào ghi 4067 chốt đơn hàng liền giùm em. Em giữ đơn cho mình với mức giá mềm ở trên live này và duy nhất tại live thôi các chị. Tranh thủ giùm cho Ngọc luôn, mã sản phẩm này xinh ha. Cả nhà em thấy cái họa tiết hoa này em rất là thích đó mọi người. Đã lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi em mới thấy là bé em mê lên cho các chị một cái gam màu nó sẽ tươi tươi hơn tí. Bình thường thì chúng ta sẽ có những cái gam màu xanh đen, những cái gam màu tím tím, những cái gam màu đen, những cái gam màu mà tối tối một tí. Nhưng mà ngày hôm nay em lên cho các chị một cái phơm váy này thật sự các chị mà lên trẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà vẫn gọn gàng giùm em nha. May vẫn cắt ao cho các chị từng đường nét để che quý vị cho mình rất là tốt. Nên là các chị tranh thủ chốt đơn để giữ giá tại live giùm em 4067. Rồi các chị ơi, bây giờ em chuẩn bị xuống mã sản phẩm này. Chị nào còn ý 4067 nữa không các chị? Tranh thủ lên đơn cùng em nha. Em giữ giá 480 miễn phí ship cho khách hàng thường và giữ giá 450.000 đồng cho khách hàng VIP và miễn phí ship chị duy nhất tại live dành cho 4067 này. Tranh thủ giùm em các chị, tranh thủ nha cả nhà ơi, tranh thủ mới có đơn và mới có cái sản phẩm này với mức giá yêu này. Rồi các chị ơi, bây giờ Ngọc chuẩn bị là qua mã sản phẩm tiếp theo nha cả nhà. Em chuẩn bị qua mã sản phẩm tiếp theo. Chị nào còn quan tâm mã sản phẩm này thì chốt đơn cùng em mã sản phẩm và kèm suy thoại. Bây giờ các chị lên cho các chị một cái em đồng rất là đẹp. Em lên tiếp tục cho các chị, vẫn lên chương trình cho các chị ha. Để coi cái lượt tương tác của mình như thế nào, em lên chương trình cho mọi người ha. Rồi các chị ơi, bây giờ các chị mỗi chị comment giùm em số 3 để tranh thủ qua mã mới. Các chị, bây giờ comment giùm em Ngọc số 3 để tranh thủ qua mã mới các chị ơi. Comment giùm em số 3 nha. Để cho mọi người lên cho các chị một cái siêu phẩm nữa, lên chương trình cho các chị luôn. Đồng này rất là xinh, đồng này rất là xinh nha, rất là nhã nhặn. Và em thấy là cái họa tiết thiết kế đảm bảo các chị sẽ thích. Rồi bây giờ 217, 220 chị đang xem live rồi. Mỗi chị mình comment giùm em số 3 được không các chị? Mỗi chị mình comment giùm em số 3 để mời Phượng Ngân lên cho các chị một cái siêu phẩm thật sự rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi mọi người, 220 chị đang xem live rồi, mỗi chị comment giùm em một số 3 thôi là được. Đó, ok, giờ mời Phượng Ngân lên cho các chị mã sản phẩm tiếp theo nha cả nhà. Trời ơi, cái mẫu này phải nói là hơi bị xuất sắc luôn á các chị. Hơi bị xuất sắc luôn á, chứ không phải là xuất sắc bình thường nữa ha. Nếu như chị nào mà đã từng mua cái mẫu này rồi thì mọi người có thể là comment lên trên live cho em Ngân xin một cái lượt feedback được không mấy chị. Chứ cái mẫu này em bán là hơi bị đỉnh cao, mọi người phải nói là nhiều chị thích nhất luôn á. Đây là một cái form body, em phải nói là một cái form body quốc dân là nó dễ mặc nhất luôn á mấy chị. Chị nào mà bây giờ có khó tính nhất ha, mình vẫn vào cái livestream này với em cho mọi người xem cái mẫu body mà quốc dân nhà em nhất. Nhắc tới body thì mẫu này là em thấy ưng nhất nè mấy chị, tại vì nó quá là dễ mặc đi thật sự luôn, nó quá là dễ mặc luôn á mọi người. Rồi ha, comment số 3 giùm em nha mấy chị. Cái mẫu này thì số lượng rất là ít nè, tại vì cái này là nhân vật cuối, nhân vật chính ngay chỗ khúc cuối là như thế này, nên là mọi người phải nên tranh thủ sớm giùm em để chiều nay em đi đơn hàng cho mọi người luôn ha. Rồi mã sản phẩm của em Ngân đang mặc là 6570 nha mấy chị. 6570 mình gần ngang giùm em Ngân số điện thoại kế bên ha. Đây là từ trước tới phía sau nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Mẫu đầm này đang có 5 size, từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn hàng. 6570 gạch ngang số điện thoại. Body của em đang mặc là body form chữ A, chứ không phải là body mà kiểu như ôm sát cái cơ thể cho các chị đâu. Tại vì đa số các chị có gia đình rồi, không ai thích mặc cái gì mà nó quá là bó sát người.
Tại vì nếu như nhóm chị nào mà ok như là đẹp đi ha mấy chị ha, thì mình có thể là diện cái mẫu này bất kỳ lúc nào, mình ôm cỡ nào lên mình ôm nó càng đẹp. Còn đối với chị em nhà mình có tuổi rồi đúng không mấy chị ha, bụng mình to nè, mình có eo mình không được gọn ha, thì mình nên mặc những cái giấm làm body nó phải vừa phải thôi, nó đừng có quá ôm sát cái người mình, tại vì ôm sát sẽ bị lộ cái điểm nghiêng nhịn ngay. Giống như em cũng vậy, nếu em mặc vừa ôm sát nha, em sẽ bị lộ cái phần bụng ra. Còn em mặc vừa phải như thế này thì nó sẽ tôn dáng và nó sẽ che khuyết điểm tốt hơn cho các chị rất là nhiều. 6570 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em để mình được có đơn hàng. Hôm nay mẫu này thì hôm nay rất là rẻ luôn á các chị, rất là rẻ nên mọi người cứ việc đặt hàng sớm giùm em. Số lượng mẫu này là em chỉ ưu tiên trên livestream thôi nha, chứ em không ưu tiên sau livestream được nha mọi người. Nên là bây giờ tranh thủ comment liền giùm em 6570 gạch ngang số điện thoại kế bên để mà mình được chốt đơn hàng nha mấy chị. Giá này rất là hời luôn cả nhà. Dòng vải của em Ngân đang mặc là dòng vải voan hoa nổi, là vừa có hai chất kết hợp lại là vừa chất voan và vừa chất tơ. Tại sao có tơ trong này em zoom cho mọi người xem nha. Này mấy chị thấy em khắc laser không? Cái này là phải sử dụng máy móc để mà em khắc laser. Đó, ở trong này có ép chất tơ nên là cái đầm của em nó sẽ có cái độ ống ánh của cái chất tơ lên, nên là nó rất là đẹp, nó rất là duyên dáng luôn cả nhà ơi. Mẫu này đang có 5 size từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn. Hôm nay mẫu này em sẽ giảm giá luôn nha mấy chị, nhớ dùng đơn đi ạ. Nếu như nãy giờ mà chị em nào mà mình mua một mẫu thôi hoặc hai mẫu thôi thì bây giờ dùng thêm nữa để mình mua trở thành ba mẫu được không mọi người? Nếu với khách thường á mọi người, mình mua 3 sản phẩm thì mình sẽ được giảm 250.000, còn mình mua khách VIP thì mình sẽ được giảm tới 350.000 đồng và ngoài ra sẵn ship. Và chị nào khách VIP đường cái là mình thêm chiết khấu vô nữa, giá mình nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. 6570 giùm em gạch ngang số điện thoại kế bên để mình được có đơn hàng nha mọi người ơi. Giá gốc mẫu này là 550, hôm nay em giảm cho mọi người giảm 70.000 cho khách thường là chỉ còn có là 480.000 và sẵn ship. Mẫu này mọi người biết em nhận mấy cái mà 10 chiếc thôi, 10 chiếc thôi, không hơn đâu mấy chị ơi. Thực sự cái mẫu này nó quá đẹp, mọi người cứ nghe em chốt đi, các chị ơi rất là sang. Mặc lên này cái dáng nó sẽ có độ co giãn nhẹ chứ không phải là nó ôm sát cái người đâu ha, mấy chị yên tâm. Cái cổ mẫu này em làm cho các chị giác cổ lục giác này, mấy chị thấy không, không có hở gì hết. Và giắn tay em làm cho các chị là giắn tay xếp ly, giắn tay xếp ly như thế này ha, rất là đẹp, nên là nó sẽ che tốt cái phần cầu vai cho mình rất là ok luôn. Và ở phía trước phần ngực nè, em sẽ làm cho mọi người những cái nút bọc này, 1 nè, 2, 3, 4 và 5, 5 hạt nút bọc gam màu xanh cùng tệp với họa tiết như thế này, nên nó sẽ giúp cho cái phần đầm của mình trở nên nổi bật hơn ha. Mấy chị đi đâu mấy chị phối cho em thêm một cái chiếc mắt kính mát nữa thôi là quá đẹp rồi mấy chị ơi. 6570 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em ha, mấy chị thấy cái móc dáng lên nó sai không? Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi, mặc cái mẫu này làm vô là cảm giác là mình trở nên fashion hơn, hiện đại hơn, năng động hơn rất là nhiều. Đây cái phong cách này mặc lên rất là tây nha mấy chị, em nên đang có 5 size cho mọi người luôn. Từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn mấy chị thấy không? Em mặc không có lộ bụng luôn mấy chị ơi, em mặc không có lộ bụng, mặc lên rất là gọn. Mấy chị thấy làm vẫn làm chiếc eo nhưng mà đứng nghiêng không có gọn, không có bị lộ bụng nè mấy chị không ạ? Mặc lên vẫn tạo được đường cong trên cơ thể của mình đúng kiểu hình chữ S luôn. Ở phía sau lưng là làm cho mọi người cái dáng nó cổ vô vuông như thế này đó, và thiết kế dây thoát kéo ẩn cho mọi người. Cái phần hông này mấy chị thấy em kéo ra nó không có bị kích, nó không kiểu làm như ôm sát cái người của mình. Và mình nhìn giùm em kỹ họa tiết hoa văn nha, đẹp không mấy chị? 6570 giùm em gạch ngang số điện thoại kế bên để mình được có đơn. 550 hôm nay em không bán giá đó, năng nỉ em cũng không bán đâu mấy chị, em giảm nha, nhưng mà giảm trên livestream thôi, nên là bây giờ tranh thủ giùm em nha, tranh thủ giùm em nha mấy chị ơi. 550 hôm nay em giảm luôn cho mọi người, giảm 70.000 khi ở trên livestream cho khách thường, còn khách VIP mình sẽ giảm 100.000 luôn. Mọi người ơi cứ dùng đơn cho em mẫu này, nên có giùm em mấy chị. Body là một trong những cái giấm đầm quyến rũ nhất của người phụ nữ mình phải nên có. Nhưng mà mình mặc một cái đầm body làm sao nó phải vừa tôn dáng mà nó phải vừa che khuyết điểm kìa em mới chọn mấy chị. Chứ vừa mặc lên mà khó chịu, bí bách, cứng ha, khó đi là em không bao giờ em chọn. Thật sự mấy chị ha. Còn cái giá này thì em bán giá rất là mềm luôn cho cả nhà mình, bán giá rất mềm. Nên là chị nào chốt thì comment luôn cho em nha. Hôm nay khách thường mua mẫu này chỉ có 480.000 thôi. Ngoài ra sẵn ship luôn, tiết kiệm thêm tiền ship nữa, tiết kiệm 20 cho tới 40.000 tiền ship khi đặt hàng trên livestream. Với lại là mẫu này em có sẵn ha, một lát nữa em sẽ chốt đơn và đi đơn hàng sớm cho cả nhà mình luôn. Còn chị em nào mà khách VIP thì mình được giảm mức giá nó tốt hơn rồi, giảm tới 100.000 luôn. Và chiết khấu thêm cho chị nào khách VIP, bạc giảm 5%, vàng giảm 7% và kim cương giảm tới 12%. Có chị nào mới vừa vào livestream của em không ạ, mình chấm bài lên giùm em nha.
Em cần tầm có 10 cái dấu chấm nữa mấy chị ơi, tại vì em chỉ còn đúng cho 10 chị nữa thôi, là mỗi size chỉ còn đúng 2 chiếc. Mọi người ai mà mình mới vừa vào live mình chấm bài lên giùm em đi ạ, chấm bài lên giùm em nha. Rồi hello các chị luôn, 300 chị yêu đang xem livestream rồi. Chị nào đang có mặt trên livestream giúp em liền một comment dấu chấm nha cả nhà. Mẫu này xinh quá à mấy chị, mặc lên cái dáng eo trời ơi gọn bưng rồi mọi người. Rất là gọn, tay em làm cho mấy chị gắn tay trồn vai ha, mấy chị có thể kéo xuống xíu như này. Đó cũng được nha mọi người. Tại vì gắn tay trồn vai nhưng mà trồn vai này là em đã đính lại rồi ha. Em đã đính lại rồi nên là mọi người có thể là mình tự thoải mái, mình không có cần phải là sắp xếp những cái đường ly. Tại vì những cái đường ly này em đã đính cho nó chắc chắn lại luôn rồi. Không cần mọi người phải mỗi lần mình mặc mình phải xếp lại nữa ha. Không cần ha. Cái này dễ mặc cực kỳ mấy chị. Và cái này em khắc họa tuyết laser. Hoa này nó đi từng chùm và nó rất là đẹp. Ở ngoài nó sẽ đẹp hơn trên live. Bởi vì ở ngoài mình sẽ thấy được rõ những cái họa tiết của nó. Em cho mọi người xem nha. Đây mấy chị thấy không, khắc họa tiếp đi từng chùm như thế này luôn. Vừa có lá và vừa có hoa ở trong đó full luôn cho cả nhà mình nha. Rất là đẹp. Và cái đầm này nó có lúc nào cũng có cái độ ống ánh bởi vì nó có chất tơ ở bên trong. Đây mấy chị thấy không, cái họa tiết màu xanh này, lá màu xanh, lá màu trắng, màu cam, màu vàng là có đầy đủ cho các chị. Và những cái đường ly này em giặt cố định hết rồi, chắc chắn hết rồi nên là không cần mấy chị phải tháo ra rồi mấy chị chỉnh chu gì hết, không có nha mọi người ha, không cần luôn ha. Và những cái đường ben trên cái đầm này là rất là đẹp, mấy chị nhìn nó rất là êm đó, và mình cảm giác là nó tệp vào trong cái đầm của mình. Mình nhìn cái đường này, mình nhìn cái đường ben mình không biết là nó có hay là không luôn á đó. Đó và mấy chị thấy cái thiết kế này bảy cái hông cho mình cực kỳ, nên là chị nào mà chưa lên đơn mẫu này thì chốt giùm em nha. 6570 gạch ngang số điện thoại kế bên. Sai quá mấy chị, đầm này cỡ 30 mấy tuổi đổ lên là cái chị mặc rất là đẹp. Em nhận cầu mỗi size mình có 2 cái thôi. Mỗi size có 2 cái thôi là em ngân hết hàng. S, M, L, 1X và 2XL 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn hàng. Eo dưới 90cm hai mấy chị ha, mặc rất là đẹp luôn. Nên là chị nào chưa lên đơn thì chốt sớm giùm em nha. 6570. Cái chiều dài của váy này có nhiều chị hỏi em ơi chị mặc cái mẫu này có ngắn không? Em ơi chị mặc cái mẫu này có dài không? Em cao mấy 63 này mấy chị, nặng 49 cân. Cái đầm nó và dài qua đầu gối một tí xíu nên nó sẽ giúp cho cái đầm này nó sẽ giúp cho mình cảm giác trẻ trung hơn, đẹp hơn và hiện đại hơn rất là nhiều. Còn cái đầm mà nó dài mà kiểu như ngang cái bắp chân thì đẹp theo cái kiểu sang trọng. Còn cái đầm này nha, vừa đẹp theo kiểu sang trọng vừa đẹp theo kiểu trẻ trung nè, rất là đẹp và rất là phù hợp đối với chị em phụ nữ em mi. Tại vì các chị rất là thích những cái kiểu đẹp nó đơn giản nhưng mà nó phải sang. Thì những cái em đầm này nè mấy chị thấy không, em đứng một chỗ thôi cái hông của em nó vẫn đẩy vào, cái eo em nó vẫn đẩy vô và cái hông của em vẫn đẩy ra như thế này. Cổ em làm cho các chị cổ lục giác nhưng mà không có hở nha mấy chị, nên là rất là dễ mặc, mọi người cứ việc yên tâm. Mẫu này mọi người mặc đi làm, đi chơi, đi cà phê hoặc là mặc đi bất kỳ nơi đâu nó cũng hợp hết trơn đó mấy chị. 6570 gạch ngang số điện thoại giùm em kế bên để mình chốt đơn hàng nha. Mình có thể là phối cho em chiếc túi xanh bởi vì là cái họa tiết chính của nó là sẽ có màu xanh, thì mình có thể là phối chiếc túi màu xanh cũng hợp ha. Hoặc là mọi người phối cho em chiếc túi da màu đen. Màu đen mình đi làm mà hàng ngày này mình đi gặp đối tác bạn bè của mình đó mấy chị, lên cho em những cái đầm này nè. Trời ơi cực kỳ xuất sắc luôn, quá đẹp. 6570 giùm em nhận nghe số điện thoại nha cả nhà ơi. Mấy chị thấy đẩy cái hông vô đẹp không? Đi đứng rồi gì nó dễ chịu. Và đây là cái dòng vải voan hoa nổi là một trong những dòng vải bán chạy nhất và bán đắt nhất tại váy em mi luôn. Và cái dòng này nó dòng cao cấp nhất trong tất cả các dòng voan bởi vì có khắc laser. Những cái dòng này trên thị trường mình không có khắc được. Em phải đi ra phải là làm cái này ở nước ngoài mọi người. Có máy móc công nghệ để mặt khắc lên và ép thẳng cái chất tơ, nên là mình mới thấy được cái họa tiết hoa văn của nó nổi lên. Chứ không khắc bình thường thì nó ẩn luôn, mấy chị không thấy gì đâu, thật sự luôn. Còn những cái họa tiết này em làm cho mọi người rất là đẹp. Cái nền nó quá sang luôn. Họa tiết rơi rơi nè, hoa đứng riêng lẻ từng chùm rồi gì là có đủ hết luôn ha. Hoa đi theo từng nhánh từng chùm là có đầy đủ. Và kèm thêm cái họa tiết ở ngoài, mọi người thấy mẫu này chưa ạ? Nếu mà ai đã thấy thì có thể comment lên trên live cho em được không ạ? Tại vì em rất thích dòng này mấy chị, em cực kỳ là mê dòng này luôn, nó quá đẹp. Eo này mấy chị eo bé hơn và cái hông mình nó sẽ đẩy ra. Đó và cái chiều dài của cái váy này là dài qua cái đầu gối cho mình, nên là mình mặc lên nó sẽ rất là sang. Cái chân mình nó sẽ dài thì dáng người mình nó sẽ cao. Cổ em làm dáng cổ vuông lục giác như thế này, nhưng mà cúi xuống mấy chị nó không có hở gì hết. Nó sẽ giúp cho cái chân mình nó dài hơn và gương mặt của mình nó cũng sẽ duyên hơn rất là nhiều. Được mà. Nên là bây giờ chị nào mà mình chưa lên đơn được thì không mà liền giùm em ha. Đây các chị có thể là mặc đi ăn tiệc, mình phối cho em một cái clip như thế này, tạo cái điểm duyên dáng khi mà mình mặc ha. Mấy chị đứng chụp hình nghiêng như thế này nè mấy chị ơi, nghiêng như thế này hoặc là mình đứng chính diện như thế này cũng rất là hợp luôn á mấy chị. 6570 gạch ngang số điện thoại. Giá ngày hôm nay 550 là giá sau cái livestream. Mấy chị
lưu ý giùm em rằng là cái giá này là sau cái livestream là em không có bán cái giá sale nữa nha. Cái giá sau cái livestream là 550. Và ngày hôm nay chị nào đặt luôn trên line 550 hay là giá gốc, và em sẽ giảm 70.000 cho chị nào là khách thường, sẽ giảm còn có 480.000 và sẵn ship luôn. Còn chị em gái nào mà khách VIP thì em sẽ giảm 100.000. Em sẽ giảm 100.000 khi mà mình mua một sản phẩm. Nếu như hồi nãy giờ mà ai mà mình mua hai sản phẩm, ví dụ như mà khách mình mua hai sản phẩm như là chị nào khách thường á, thì em sẽ giảm 150. Còn khách VIP mà mình mua hai sản phẩm thì em sẽ giảm 220. Ngoài ra khách VIP lại còn được chiết khấu. Nên là chị em nào mà mình mua hàng, mình mua một sản phẩm như thế này thôi, mình chưa lên khách VIP đúng không, em sẽ cộng điểm vô để lần sau chị tranh thủ trở thành khách VIP, mình được chiết khấu giá, mình mua nó êm hơn, giá mình mua nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà những cái mức giá này em chỉ hỗ trợ trên livestream thôi, chứ sau livestream là em không biết nó còn hàng hay là không. Nên là mấy chị tranh thủ để đặt hàng sớm. Em về mẫu này, mẫu size mẫu hai cái rồi. Mẫu này em đã like rồi, đây là mẫu hot chứ không phải mẫu mới nữa, nên là cái số lượng nó không còn nhiều. Còn cái nào mẫu mới em sẽ báo nó là mẫu mới, được không ạ? Cái nào này có lớp lót không nha các chị ơi, lớp lót em làm rất là mềm, rất là mát luôn á. Nên là chị nào chốt thì comment giùm em 6570 gạch ngang số điện thoại kế bên để mình được có đơn hàng ha các chị ha. Chiều nay nếu được á, các chị có thể ghé giùm em ba chi nhánh cửa hàng 454 Lý Bắc Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú này, 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, và 263 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, Thủ Đức, để các chị có thể mua hàng giùm em. Và mình đừng quên tối nay vào trang fanpage của váy MV, em sẽ lên cho các chị một cái siêu phẩm, phải nói là một cái siêu phẩm chấn động tối ngày hôm nay luôn. Nên là hy vọng các chị em nhà mình rảnh, mọi người có thể là vào xem live cùng với em, tương tác cùng với em ha. Thì cái mẫu đó thì em bí mật đi, nhưng mà số lượng nó giới hạn, tại vì em phải nói là em rất là tâm đắc với cái mẫu đó, em rất là ưng bụng với cái mẫu đó luôn mọi người, tại vì nó quá là đẹp luôn á. Nên là hy vọng tối nay mọi người có thể là vào like cùng với em, và mọi người vào trang Shopee, Tiki, Lazada, những sàn thương mại của váy MV, các chị search váy MV thì nó sẽ ra. Các chị có thể là tham khảo nhiều mẫu sản phẩm ở trên đó, là mỗi ngày MV đều có cập nhật hàng mới về ở trên đó cho mọi người. Và nhiều khi em tổ chức chương trình flash sale trên Shopee á, nên là em mời các chị em nhà mình vào tham khảo ha. Rồi bây giờ là em Ngân xin kết thúc livestream tại đây. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi live và ủng hộ livestream của váy MV. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị yêu, bye bye mọi người nha.